chương 441, lai lịch của mật địa. Chùa mật địa. Thi đấu trong vũ linh ảo cảnh kết thúc. Những đệ tử tiến vào mật địa phân biệt là Triệu kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Triệu kình Thiên, Đồng Phàn, Long Tam, Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tàng Sở Hùng, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Một hộ pháp bước lên phía trước tuyên bố danh sách 20 người tiến vào mật địa. Thiếu Du huynh đệ cũng có trong danh sách này, tốt quá. Trong đám người, bốn người Dương Vĩ, nhạc bất quần, dược tĩnh, bành chuyện hùng tức thì hét to lên. 20 cái tên được tuyên bố khiến cho chúng đệ tử ước ao đố kỵ không ngớt. Sau khi tiến vào mật địa, không có bất ngờ gì xảy ra, kẻ kém cỏi nhất cũng kiếm được một chức vị hộ pháp trong tông, đây cũng coi như là rất cao rồi. Một hộ pháp của Vân Dương Tông cũng có địa vị cực cao. Sư, trong đại điện, 20 cánh cửa đá đồng thời mở ra, 20 đệ tử còn lại xuất hiện. Cả đám người đều quét mắt nhìn sang bên cạnh, để xem ngoài mình ra còn có những ai cùng tiến vào mật địa. Lục Thiếu Du chạy ra khỏi cửa đá cũng dùng ánh mắt nhìn quanh đám người. Chiến đao khuất đao tuyệt, Phi ưng lăng phong, quỷ thủ Đỗ Tử Thuần, phách đao Long Tam, mấy người này đều ở trong đó. Còn có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Phong, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng ở trong đám người này. Dù sao đệ tử top 10 Long bảng tuyệt đối không chỉ có hư danh. Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Trong mắt Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Vân Hồng Lăng có thể tiến vào danh sách 20 người này Lục Thiếu Du, cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng Thúy Ngọc này cũng thể so với những đệ tử đứng đầu của Vân Dương Tông, quả thực khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Thiếu Du, đồ đệ ngoan, con không để cho vi sư thất vọng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Vũ Ngọc Tiền lập tức đi tới. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng có một đồ đệ có thể tiến vào mật địa. Trong sự kích động mắt ngoài đi. Bái kiến sư phụ, Lục Thiếu Du thi lễ với Vũ Ngọc Tiền. Thế nhưng lúc này hắn cũng cảm giác được có mấy ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người hắn. Lục Thiếu Du nhìn lại thì quả nhiên là đám người Triệu gia, Triệu Vô Cực, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải, Lục Thiếu Hổ. Lục Thiếu Du cũng không thèm để ý tới bọn hắn mà âm thầm nghi nhớ trong lòng. Hừ, một tiếng hừ nhẹ từ bên người Lục Thiếu Du vang lên, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp từ bên người hắn đi qua. Lục Thiếu Du nhìn lại thì thấy ngoại trừ Vân Hồng Lăng ra thì còn có thể là ai được nữa. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà lúc này, những đệ tử thân truyền trong đại điện cũng có người vui, có người buồn. Có một vài người vốn trong top 10 long bảng, bởi vì một chút sai lầm trong vũ linh ảo cảnh cuối cùng lại đánh mất cơ hội này. Có những lúc thực lực là điều quan trọng nhất, thế nhưng cũng có lúc vận khí mới là điều quan trọng. Dù sao chỉ cần thứ tự trên long bảng không cách xa nhau nhiều quá, thì thực lực trên cơ bản cũng không kém nhau là mấy. Khi 20 đệ tử thu được tư cách tiến vào mật địa đi ra đại điện là, lúc tiếng tung hô của đám đệ tử bên ngoài vang lên không ngớt. 20 người này không thể nghi ngờ là những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đồng lứa. Thực lực 20 người này đã đạt tới độ cao khiến cho đám đệ tử ở đây phải ao ước và hâm mộ. Những đệ tử thân truyền dưới sự dẫn đầu của sư phụ mình đều cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Chúng đệ tử đứng xem chung quanh rốt cuộc cũng tản đi. Hộ pháp cũng gọi không ít đệ tử lại để làm công tác quét dọn. 9 ngày qua trên mặt đất cũng xuất hiện không ít giấy gói thức ăn rơi xuống, bình nước cũng không ít toàn bộ sân rộng lúc này vô cùng hỗn độn sư đệ thật giỏi nhất mạch chúng ta rốt cuộc cũng có ngày ngừng đầu rồi tại đình viện trên ngọn núi của vũ ngọc tiền lúc này mã phương nói sư huynh quá khen rồi lục thiếu du cười nói thiếu du ba ngày sau tiến vào mật địa trong nửa năm này con phải cẩn thận một chút trong mật địa này tùy thời đều có nguy hiểm năm trước cũng có đệ tử bất hạnh ngã xuống cho nên con phải cẩn thận một chút vũ ngọc tiền nghiêm túc dặn dò lục thiếu du con sẽ cẩn thận lục thiếu du lại nói sư phụ trong mật địa này rốt cuộc có những nguy hiểm gì sự ra đời của mật địa này chính là một ít cường giả đỉnh cấp của vân dương tông ta liên thủ phong ấn làm nơi bảo hộ vũ linh thánh quả bản thân mật địa chính là một mảnh của lục địa thượng cổ sau này bị cường giả vân dương tông ta phát hiện vũ linh thánh quả trên đó cho nên bọn họ liên thủ phong ấn đem tới vân dương tông vũ ngọc tiền nói lục địa thượng cổ sao lục thiếu du kinh ngạc nói đây là lần đầu tiên hắn nghe tới từ lục địa thượng cổ này. Con biết quá ít cho nên mới kinh ngạc như vậy, điều này cũng không kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lục thiếu du, Vũ Ngọc Tiền mỉm cười rồi lại nói. Chờ sau khi thực lực của con mạnh hơn chút tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Việc này vi sư cũng chỉ nghe sư tôn nói qua một lần mà thôi, cũng không thể giải thích rõ ràng cho con nghe. Nói chung, trong mật địa vô cùng nguy hiểm, so với sơn mạch vụ đô cũng không kém bao nhiêu. Có không ít yêu thú ở trong đó, được rồi, trong mật địa còn có một ít trận pháp thượng cổ, ngay cả cường giả trong tông cũng không dám tùy tiện đi vào. Ở ngoài trận đã có không ít ký hiệu, con không được xông loạn vào bên trong, sự nguy hiểm bên trong nó đủ để khiến cho đệ tử lập tức mất mạng. Mật địa thượng cổ, thượng cổ trận pháp, vũ linh thánh quả, mật địa này quả thực không đơn giản nha." Lục Thiếu Du nói, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, xem ra hiểu biết của hắn về Linh Vũ đại lục ít ỏi tới mức đáng thương. "Con cũng không cần lo lắng quá." 20 đệ tử năm trước người mất mạng cũng rất ít, trừ phi là kẻ vận khí đặc biệt xui xẻo mới mất mạng mà thôi. Nếu như quá nguy hiểm, tông môn cũng không để cho đám đệ tử như các con đi vào. Chỉ là nguy hiểm thực sự tồn tại. Đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều, khi trước cường giả trong tông để lại trong mật địa không ít vũ kỹ. Bản thân mật địa lại là lục địa thượng cổ. Nếu như vận khí tốt cũng có thể kiếm được một chút bảo vật. Còn có người nói trong mật địa này cũng không hề thiếu những chỗ khác nhau, ngay cả cường giả trong tông cũng không biết rõ ràng. Nếu như con có cơ duyên thì có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn." Vũ Ngọc Tiền lại nói. "Sư phụ, trong mật địa này đám yêu thú có cấp bậc gì?" Lục Thiếu Du hỏi. "Đều từ tứ giai tới ngũ giai. Nếu như vận khí không tốt, yêu thú ngũ giai trung kỳ cũng có thể gặp phải. Những yêu thú có đẳng cấp cao hơn đều bị cường giả trong tông thu phục hoặc là đánh chết, cho nên hẳn sẽ không có yêu thú đạt tới lục giai." Chương 442: Trước khi đi vào mật địa 1. C khi đi vào mật địa một vũ ngọc tiền nói có yêu thú là tốt rồi lục thiếu du thầm nghĩ trong lòng trong mật địa này nửa năm nếu có yêu thú ở bên trong thì hắn có thể tu luyện giống như khi còn ở trong sơn mạch vụ đô cũng tìm được yêu đan để thôn phệ thiếu du ba đầu yêu thú của con cũng không được tiến vào mật địa trong mật địa này có phong ấn của cường giả trong tông đề phòng yêu thú chạy ra vì vậy trong mật địa này có cấm chế bất luận là một đầu yêu thú nào cũng không thể tiến vào cũng không thể đi ra khỏi mật địa Vũ Ngọc Tiền nói, còn có loại cấm chế này sao? Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đang muốn mang theo Tiểu Long đi vào mật địa, đến lúc đó hắn cũng an toàn hơn một chút, thế này quả thực có chút phiền phức rồi. Không biết có thể mang không gian thú nang đi theo hay không? Lục Thiếu Du nhíu mày thầm nghĩ. Sau khi từ chỗ Vũ Ngọc Tiền trở về đình viện của mình, Tiểu Long nhanh chóng chạy tới vai của Lục Thiếu Du, nhanh nhỏ hỏi, lão đại, thế nào rồi? Có tiến vào top 20 người cuối cùng không? lão đại của ngươi xuất mã đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói. Đó là đương nhiên, lão đại xuất mã đương nhiên không thành vấn đề, bằng không sẽ không phải là lão đại của đệ rồi. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi, thanh âm truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. Còn ba ngày nữa mới tiến vào mật địa. Trong ba ngày này Lục Thiếu Du phát hiện ra mình lại chẳng biết làm gì. Cho nên hắn lập tức mỉm cười gọi thiên sĩ tuyết sư đi tới chỗ ở của Lục Vô Song. Trên một ngọn núi khổng lồ, mây mù lượn lờ ở sườn núi, một đám kiến trúc như ẩn như hiện. Trong một đình viện, lúc này Triệu Vô Cực, Sử Vân Sinh, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ, Tăng Sở Hùng đang ở đó. Kình Hải, Kình Thiên, Sở Hùng, lần này ba người các ngươi đều có thể đi vào mật địa, nếu ba người các con liên thủ hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu cơ duyên tốt nói không chừng sẽ thu được một ít bảo vật. Trong mật địa này có không ít bảo vật bất phàm. Triệu Vô Cực nói với mọi người, ra ra, trong mật địa này còn có những bảo vật gì tốt chứ?" Triệu Kình Thiên nói, "Con đừng coi thường mật địa này, trong mật địa còn có không ít trận pháp thượng cổ, ngay cả trưởng lão linh đường cũng không thể phá giải, cho nên đều là cấm địa, các con ngàn vạn lần không được xông vào đó, về phần bảo vật, Vũ Linh Thánh Quả kia tuyệt đối là bảo vật, còn những cái khác phải xem cơ duyên của các con." Triệu Vô Cực nói. Ngoại công, người có biện pháp nào để cho con tiến vào trong mật địa hay không?" Lục Thiếu Hồ lúc này lên tiếng, sắc mặt hắn không tốt chút nào tận mắt nhìn thấy lục thiếu du có thể tiến vào mật địa mà hắn thì lại không thể, tâm tình của hắn lúc này không cần hỏi cũng biết. Thiếu hổ, điều này ngoại công cũng không có cách nào. Sau này con cần phải nỗ lực nhiều hơn. Năm nay con mới có 19 tuổi, coi như là lần tới mật địa mở ra con vẫn còn có cơ hội. Triệu vô cực nói. Ra ra, lần này lục thiếu du kia cũng đi vào mật địa, chúng ta có nên. Trong mắt triệu kình thiên lúc này bắn ra sát y nói. Mặc kệ thế nào, ta cũng không hy vọng hắn còn sống mà đi ra, ba người các con tiến vào mật địa phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mà không để cho những đệ tử khác biết trong mật địa đệ tử đồng môn không được sát hại lẫn nhau bằng không ta cũng không bảo vệ được các con triệu vô cực nói một vũ phách mà thôi tuy rằng có chút bản lĩnh thế nhưng muốn giết hắn quả thực so với giết một con rán còn dễ dàng hơn triệu kinh hải lạnh nhạt nói trong mắt bắn ra sự kiêu ngạo vô cùng thứ nhất long bảng linh tướng tam trọng muốn chặn giết một vũ phách quả thực không phải là việc khó khăn gì tiểu tử kia có chút bản lĩnh, các con vẫn phải chú ý một chút. Triệu vô cực nói, gió nhẹ nhẹ thổng khiến cho đám sương mù trong núi di động, trên một ngọn núi lúc này có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ngồi trên một tảng đá. Thiếu du, sau khi tiến vào mật địa phải cẩn thận, không thể sơ ý. Lục vô song nói, những lời này tỷ đã nói chín lần rồi nha. Lục thiếu du đáp, tỷ sợ đệ sơ ý. Đôi mắt xinh đẹp của lục vô song trừng lên với lục thiếu du, lại nghiêm mặt nói, và nói cho đệ một chuyện quan trọng. Nói đi, đệ nghe đây." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du ngừng cười nói, "Tỷ biết giữa đệ và Hồng Lăng có chút chuyện, Vô Song, đệ và Hồng Lăng thực chỉ ít hiện tại vẫn không có gì." Lục Thiếu Du vội vã giải thích, "Không được xem nào, hãy nghe tỷ nói hết." Lục Vô Song lấy tay che miệng Lục Thiếu Du rồi nói, "Tỷ biết hiện tại giữa đệ và Hồng Lăng không có gì. Tỷ cũng đã tìm Hồng Lăng nói qua. Hồng Lăng mặc dù là có chút điêu ngoa, thế nhưng ở chung lâu đệ sẽ phát hiện nàng là một nữ hài tốt." Tuy rằng miệng luôn nói hận đệ, là nữ nhân nên tỷ biết, tỷ biết trong lòng nàng còn có đệ, cho nên đệ không được làm nàng tổn thương. Vô song, ý của tỷ là, lục thiếu du nhớ mày nói. Tuy rằng tỷ không muốn cùng người khác chia sẻ đệ, thế nhưng tỷ cũng không muốn hồng lăng phải thương tâm. Quan trọng hơn tỷ biết trong lòng đệ cũng có hồng lăng, chỉ vì sợ tỷ ghen cho nên mới giả bộ là không thích hồng lăng. Lần này tiến vào mật địa, đệ tự mình nghĩ biện pháp an ủi nàng đi. Lục vô song nói. Lục Thiếu Du ngạc nhiên, một lát sau mới nói, tỷ thực sự không ăn dấm. Sao tỷ lại phải ăn dấm? Nếu như là nữ nhân khác tỷ nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng Hồng Lăng thì tỷ hiểu rõ, trong lòng nàng thực sự có đệ. Mặc dù tỷ có chút không muốn thế nhưng nghĩ bao lâu nay rốt cuộc cũng thông suốt. Nam nhân các ngươi đều là một dạng như thế này. Có rồi sớm muộn cũng sẽ chán, không chừng một ngày nào đó sẽ vụng trộm sau lưng tỷ. Không bằng để Hồng Lăng tới trong chừng đệ, tỷ cũng an tâm sau này nếu đệ lại như vậy cho dù tỷ bỏ qua cho đệ thì hồng lăng cũng sẽ thu thập đệ lục vô song nói hóa ra là muốn tìm một người tới quản đệ nha lục thiếu du khẽ cười nói đệ đừng được tiện nghi mà còn khoe mẽ lục vô song trừng mắt đôi tay trắng như bông tuyết đánh vào người lục thiếu du có nữ nhân như tỷ đệ sao có thể đi tìm ai khác nữa ôm nữ tử trước mắt vào lòng trong lòng lục thiếu du lúc này không khỏi cảm động trong đầu không tự chủ mà hiện lên dáng dấp của nữ nhân điêu ngoa vân hồng Lăng kia, nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng quả là có chút giả dối. Thế nhưng việc này hắn cũng không thể làm chủ, cho dù hắn có ý tứ kia thế nhưng hiện tại Vân Hồng Lăng còn đang giận hắn, huống chi còn có một cửa của Vân Khiếu Thiên nữa. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, bên ngoài một đỉnh viện tinh xảo, bên cạnh còn có mấy khóm trúc, lúc này có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Chương 443, trước khi đi vào mật địa 2. C khi đi vào mật địa. Hai Thúy Ngọc, không phải ngươi nói chúng ta sẽ trở về sao? lại lại còn muốn vào mật địa của Vân Dương Tông. Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc hỏi: "Mật địa của Vân Dương Tông này lai lịch bất phàm, chính là một khối lục địa thượng cổ, ta đi xem có bảo vật nào không? Đặc biệt là Vũ Linh Thánh Quả ta cũng muốn nếm thử một chút." Thúy Ngọc nói: "Phòng trừng bên trong khối lục địa thượng cổ của Vân Dương Tông cũng không có bảo vật cao cấp. Bảo vật trong tộc mỗi một kiện xuất ra đều vô cùng bất phàm. Về phần Vũ Linh Thánh Quả tuy rằng là bất phàm, thế nhưng linh quả trong tộc chúng ta mạnh hơn vũ linh thánh quả cũng có không ít người đi vào trong đó chỉ sợ còn có mục đích khác độc cô băng lan nói người muốn nói cái gì thúy ngọc liếc mắt nhìn độc cô băng lan hỏi chẳng lẽ là vì lục thiếu du độc cô băng lan do dự một chút rồi nói không phải thúy ngọc ngẩng đầu nói lục thiếu du không đơn giản còn có lục vô song ta hoài nghi nàng đã nói chung ta muốn tiến vào mật địa nhìn một phen sau đó xem có tìm được tin tức bảo vật kia từ trên người lục thiếu du hay không lời này chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng không tin độc cô băng lan tẩm nói lại nói tiếp lục thiếu du tuy rằng bất phàm là nhân trung chi long thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không cho dù hắn mạnh mẽ chỉ sợ cũng không được gia tộc tán thành bởi vì còn xa mới đạt tới yêu cầu của trong tộc được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa chờ sau khi ta rời khỏi mật địa thì ta sẽ rời khỏi vân dương tông thúy ngọc nói thời gian 3 ngày có thể coi như một cái chớp mắt, trong 3 ngày này ngoại trừ thời gian Lục Thiếu Du ở cùng Lục Vô Song, thì hắn còn đi vạn vũ lâu. Sáng sớm, ngoài cửa gió nhẹ thổi mang theo những chiếc lá rung bay đầy trên núi. Phù, Lục Thiếu Du dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác chân khí dồi dào trong cơ thể, tuy rằng hắn vẫn luôn hà khắc với bản thân thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vũ phách tứ trọng, linh phách tứ trọng đỉnh phong, loại thực lực này cho dù hiện tại hắn có đụng phải vũ phách cửu trọng cũng có thể chém giết vũ tướng nhất trọng cũng có lực để chống lại muốn giết thì không biết có thể làm được hay không lão đại tới giờ xuất phát rồi thanh âm của tiểu long vừa dứt thì thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mặt lục thiếu du cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào đôi mắt nhỏ vô cùng sáng sủa vào trong thú nang đi không biết ta có mang được đệ vào hay không lục thiếu du nói với tiểu long trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào để tiểu long tiến vào thú nang Lục Thiếu Du cũng không dám chắc có thể đem nó vào trong được hay không. Hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Long có chút lo lắng, phải rời khỏi lão đại của nó hơn nửa năm, nó không muốn một chút nào. Trên ngọn chủ phong Vân Dương Tông, ngọn núi vô cùng to lớn, chu vi khoảng chừng 10 dặm, từ dưới đất mọc lên thẳng tới trận trời, là ngọn núi sừng sững to nhất trọng sơn mạch này. Giống như tròm sao thương long ngẩng đầu khí thế vô cùng phi phàm. Lục Thiếu Du theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền đi tới ngọn núi cao nhất, lúc này trên sân rộng trước đại, điện đã có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là chúng hộ pháp của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long ở trong thú nang, còn huyết tích dịch và thiên sĩ thuyết sư thì lưu lại trên ngọn núi, để cho bọn chúng tu luyện. Sư, ngay khi Lục Thiếu Du còn chưa chạm đất thì giữa không trung xuất hiện mấy đầu yêu thú phi hành khổng lồ, chính là chúng trưởng lão mang theo đệ tử có tư cách tiến vào mật địa tới đây. Sư sư, mọi người đáp xuống mặt đất, một cỗ khí tức khoách tán khiến cho chung quanh khẽ chấn động. Triệu Kình Hải, chiến đao khuất đao tuyệt, triệu kình thiên, phách đao long tam, phi ưng lăng phong, quỷ thủ đỗ tử thuần, tàng sở hùng, lục thiếu du đáp xuống sân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lúc này hơn phân nửa người hắn đều biết tên. Những đệ tử này cũng chính là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong vân dương tông, hiện tại, triệu kình hải, triệu kình thiên, tàng sở hùng, lục thiếu du nhìn kỹ ba thân ảnh trong đám người. Thứ nhất, thứ năm và thứ mười hai trên long bảng, ba người này đều là môn hạ của triệu vô cực. Nếu như tính cả Lý Đạt Giang kia thì top 20 trên long bảng môn hạ Triệu Vô Cực có bốn người, thảo nào địa vị Triệu Vô Cực trong tông môn lại không thấp. Nhìn vào ba người này Lục Thiếu Du khẽ nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý, trong mật địa này nếu ba người bọn chúng không trêu chọc tới hắn sợ rằng không có khả năng. Thế nhưng cho dù bọn chúng không trêu chọc tới hắn, nhưng nếu có cơ hội bản thân hắn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như toàn bộ ba người bọn họ chết ở trong mật địa, tin rằng Triệu Vô Cực sẽ tức giận tới mức nhảy lầu nghĩ vậy lục thiếu du âm thầm cười lạnh thế nhưng hắn cũng hiểu rõ chặn giết ba kẻ này coi như là liều mạng cũng khó có thể làm được hai vũ tướng một linh tướng tam trọng thực lực vô cùng kinh khủng tốt hơn nên ẩn nấp trước một phen rồi tính lúc này hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ba người dường như vô ý quét về phía hắn lục thiếu du lập tức bày ra bộ dáng ta không sợ các ngươi chí ít bản thân hắn cũng có một chút năng lực để tự bảo vệ mình trừ vị trưởng lão tới thật sớm thanh âm của vân khiếu thiên chậm rãi chuyển đến thanh âm vừa dứt thì trên sân xuất hiện sáu đạo thân ảnh bái kiến tông chủ mọi người hành lễ sáu người này lần lượt là vân khiếu thiên đại hộ pháp vân hồng lăng thúy ngọc hàn phong đồng phàn khí tức thật mạnh lục thiếu du vẫn không ngừng suy đoán thực lực của vân khiếu thiên này thế nhưng cũng không đoán ra được hắn tuyệt đối có tu vi vũ vương thế nhưng vũ vương mấy trọng hắn không đoán ra được từ khí tức xem ra so với dương trưởng lão kia dường như mạnh hơn không ít tất cả đều đã tới vậy thì chúng ta xuất phát đi mật địa thôi ánh mắt vân khiếu thiên đảo qua mọi người thiếu du chúng ta đi thôi vũ ngọc tiền lên tiếng hai cánh lam ngọc lang ưng dựng lên hai người nhảy lên lưng lam ngọc lang ưng chúng trưởng lão bên cạnh cũng nhảy lên yêu thú phi hành của mình tất cả những yêu thú này đều đạt tới ngũ dai vô cùng cường hãn hai cánh dựng lên bay về phía trước lục thiếu du đưa mắt nhìn thúy ngọc lúc này nàng vẫn ở bên cạnh vân khiếu thiên xem ra thân phận của Thúy Ngọc này không tầm thường một chút nào. Rốt cuộc nàng là ai? Lục Thiếu Du nói. Trước đây Nam Thúc đã từng nói, độc cô ra không đơn giản một chút nào. Thế nhưng cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng chưa từng nghe qua có thế lực cường hãn nào gọi là độc cô, gia tộc cả. Một lát sau Lục Thiếu Du cũng lười suy nghĩ nữa. Lúc này từ trên lưng Lam Ngọc Lang ưng nhìn xuống, quần sơn lờ mở, ngọn núi biến hóa, xanh tươi, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc trên các ngọn núi, chương 444, tu luyện nhanh chóng, en nhanh chóng, dãy núi liên miên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra quang mang nhàn nhạt có vẻ vô cùng trắng lệ. Trên lưng yêu thú phi hành, mọi người không nói câu nào. Sau nửa canh giờ, một hạp cốc khổng lồ xuất hiện trước mắt lục thiếu du. Trong hạp cốc lúc này có một con sông rộng nghìn thước, nước sông chảy cuồn cuộn liên tục, hạp cốc chia làm hai phần, bao quanh hạp cốc là những ngọn núi cao ngất xuyên thẳng lên trời. Con sông vô cùng rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào trên những tảng đá bên cạnh tạo thành bọt nước. Thiếu Du, chúng ta tới rồi. Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Thiếu Du. Sư sư, mọi người rời khỏi lưng yêu thú phi hành, đứng trên một tảng đá chừng mấy chục thước dưới ngọn núi. Lẽ nào mật địa ở đây sao? Nhìn sang chung quanh, Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, chỗ này dường như cũng không có gì đặc biệt so với những địa phương khác. Những đệ tử tiến vào mật địa nghe đây. Bên trong mật địa tùy thời sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ sư phụ các ngươi cũng đã nói cho các ngươi tất cả về mật địa này. Vân Khiếu Thiên nhìn chúng đệ tử, vẻ mặt trầm xuống nói, trong mật địa có một bảo vật của Vân Dương Tông chúng ta là Vũ Linh Thánh Quả, ba năm kết trái một lần, mỗi người đều có thể dùng một quả. Sau khi dùng xác suất đột phá Vũ Vương, Linh Vương đạt tới năm thành, cho nên các ngươi dùng một trái là đủ. Thế nhưng mỗi lần Vũ Linh Thánh Quả kết trái chỉ có 9 trái, nói cách khác, 11 người còn lại sẽ không có Vũ Linh Thánh Quả để dùng. Tiện đây ta cảnh cáo tất cả mọi người, mặc kệ là dưới tình huống gì, bao gồm cả tranh đoạt Vũ Linh Thánh Quả cũng không được đánh chết đồng môn. Bằng không, mặc kệ là ai, sau khi rời khỏi mật địa cũng bị đánh chết. Đồng thời gia tộc phía sau các ngươi cũng bị liên lụy, các ngươi hiểu chưa? Vâng, tông chủ. Chúng đệ tử đáp lại. Dưới khí tức uy áp của Vân Khiếu Thiên khiến cho toàn thân bọn họ run rẩy, ngay cả Lục Thiếu Du cũng không có ngoại lệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đánh chết đồng môn không ngờ còn liên lụy tới gia tộc. Đủ thấy Vân Dương Tông bảo hộ đệ tử thân truyền ra sao. Trong mật địa còn có bảo vật thứ hai, đó chính là năng lượng bên trong mật địa. Các ngươi ở trong đó tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 5-6 lần. Các ngươi ở trong đó tu luyện nửa năm tương đương với ở bên ngoài tu luyện 2 năm. Đối với vũ giả song hệ tương đương với tu luyện bên ngoài 4 đến 5 năm. Phải nắm chắc cơ hội này, những năng lượng này chỉ đủ cho các ngươi thôn phệ trong nửa năm, nửa năm sau cho dù ở lại cũng không có một chỗ tốt nào cho các ngươi, mà chỉ có hại mà thôi bởi vì 20 người các ngươi đều là đệ tử mạnh nhất từ trong tông chọn ra, vô luận là linh hồn lực và tâm cảnh đều đạt tới trình độ nhất định. Nếu như đệ tử bình thường tiến vào trong đó phòng trừng sẽ tạo thành không ít di chứng. Đồng thời, mỗi 3 năm vào lúc vũ linh, thánh quả chín mới có thể tạo ra được đám năng lượng này cho các ngươi tu luyện. Bình thường mật địa cũng không có tác dụng này. Vân Khiếu Thiên nói, còn có loại chuyện như thế này sao? Lục Thiếu Du thầm khiếp sợ trong lòng, nửa năm không ngờ lại tương đương. Với thời gian tu luyện 2 năm, vũ giả song hệ còn trực tiếp tương đương với 4-5 năm. Vậy nếu như vũ giả tam hệ không chừng còn bằng 7 đến 8 năm nha. Quá mức kinh khủng, may mắn thay mỗi 3 năm khi vũ linh thánh quả chín mới có tác dụng như vậy. Nếu như mật địa lúc nào cũng có tác dụng như vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Vân Dương Tông có thể liên tục để đám đệ tử thiên phú không tồi đưa đến mật địa, lại thêm tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. 20 năm sau, phỏng trừng thực lực Vân Dương Tông sẽ tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiến vào mật địa, Bên trong nguy cơ khắp nơi, nếu như có tiêu ký trước cấm địa, mà tông môn lưu lại thì không được xông loạn vào trong đó. Các ngươi muốn trở về thì cứ đi thẳng về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả nằm ở vị trí trung ương mật đạo, vì vậy các ngươi chỉ cần tiến về phía trước là có thể tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả. Phải chú ý một điểm. Vũ Linh Thánh Quả vào 3 tháng sau mới chín, nếu như các ngươi không tìm thấy nó, 9 ngày sau Vũ Linh Thánh Quả sẽ tự động héo rũ hoặc là bị yêu thú ăn vào bụng những đệ tử thu được vũ linh thánh quả có thể trực tiếp ăn vào, hiệu quả ngay lúc hái mới tốt nhất. Nửa năm sau, các ngươi phải lập tức chạy tới nơi xuất cốc, bằng không sẽ bị nhốt trong mật địa ba năm. Đến lúc đó, phòng trừng các ngươi cũng đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Nói xong, Vân Khiếu Thiên nhìn một loạt các đệ tử, sau đó nhìn vào một ngọn núi phía trước nói, mời mấy vị thái thượng trưởng lão mở mật địa. Sư sư. Lúc này, trên ngọn núi chung quanh đột nhiên có mấy đạo khí tức xuất hiện. Khí tức thật mạnh mẽ, Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, mấy đạo khí tức này chỉ xuất hiện thôi cũng đã khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Mấy đạo khí tức này thậm chí so với Vân Khiếu Thiên còn mạnh hơn nhiều. Vân Dương Tông thật đáng sợ." Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, "Vân Dương Tông này tuyệt đối đáng sợ, thực lực biểu hiện ra bên ngoài đã rất kinh khủng rồi, thực lực ẩn giấu lại càng thêm kinh khủng. Tam Tông tứ môn, quả thực danh bất hư truyền, quá mức khủng bố." Lục Thiếu Du lúc này lại nghĩ tới Phi Linh môn của mình coi như là có lão độc vật và quỷ tiên tử bạch quánh thì phi linh môn của hắn cũng không thể so sánh với đại môn đại phái như tam tông tứ môn ngay khi mấy đạo khí tức này xuất hiện thì đồng thời lục thiếu du thấy trên ngọn núi cao vót phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang trụ trói mắt đường kính vô cùng khổng lồ tổng cộng có bốn đạo quang trụ phân biệt là vàng xanh trắng đỏ bốn loại năng lượng thuộc tính cũng ba động theo phân biệt là thổ hệ thủy hệ phong hệ hỏa hệ bốn đạo quang tụ xuất hiện trong nháy mắt khiến cho không gian rung động toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông đột nhiên từ giữa không trung khoách tán ra cỗ hơi thở này dường như đến từ không gian hư vô khiến cho người ta có cảm giác trường tồn với thời gian khiến cho linh hồn những đệ tử ở đây không khỏi run rẩy mật địa sắp mở ra vũ ngọc tiền nhịn không được mà nói oanh vũ ngọc tiền vừa nói xong lục thiếu du lập tức đưa mắt nhìn về phía con sông rộng kia lúc này trên mặt sông bỗng nhiên phát âm thanh bạo liệt toàn bộ đại địa đều rung động, nước sông bỗng nhiên cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn giống như cơn đại hồng thủy cao tới mấy chục thước. Ao ào, ào. Đồng thời, trên bầu trời, giữa cái khe sâu kia đột nhiên có một không gian chừng trăm thước chậm rãi hiện ra, từ cái khe, không gian bốn phía chấn động, không khí xung quanh giống như cuộn sóng. Vừa rồi cỗ khí tức cổ xưa kia chính là từ bên trong cái khe phát ra, lúc này khí tức này càng thêm đậm đặc. Chương 445: Trong mật địa 1. Tê địa. Một đây là mật địa sao? Lục Thiếu Du nhìn vào không gian đang hiện ra trên cái khe kia không khỏi có chút khiếp sợ, mà lẩm bẩm, giờ phút này, Lục Thiếu Du mới biết được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào dưới khí tức này, hắn có cảm giác bản thân mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu. Mật địa sắp mở ra, những đệ tử đi vào mật địa chuẩn bị. Sau nửa năm cửa ra sẽ mở ra tới lúc đó, các ngươi phải nắm chắc thời gian chạy tới. Vân Khiếu Thiên nhấn mạnh hai chữ nửa năm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, trong mật địa này có một cỗ năng lượng mà Vân Khiếu Thiên từng nói không biết hắn có thể thôn phệ hay không. Nếu như âm dương linh vũ quyết của hắn mà, cũng không thể thôn phệ thì đây chính là nhược điểm của âm dương linh vũ quyết, khi đó ở trong này hắn sẽ tu luyện giống như bình thường, căn bản không thể so sánh được với những người khác. May thay trong này cũng có yêu thú, đến lúc đó thôn phệ yêu đan, thời gian nửa năm thực lực của hắn tuyệt đối có thể thăng tiến một bước dài. Sư sư, cái khe khổng lồ trên bầu trời giống như là cánh cửa không gian, chu vi chung quanh lúc này có một cỗ khí tức tràn ngập trong không gian dưới con sông sóng nước không ngừng dâng cao cuồn cuộn rồi lại đổ xuống nước văng tung tóe như nổ một quả bom trong con sông vậy bắt đầu tiến vào mật địa vân khiếu thiên nói sư sư vân khiếu thiên vừa nói xong có ba đạo thân ảnh phóng lên cao mang theo ba tiếng xe gió ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trực tiếp tiến vào trong không gian bên trong cái khe kia rồi biến mất không thấy sư sư lại có mấy tiếng xe gió vang lên mấy đạo thân ảnh tiếp theo phóng tới, chính là đám người chiến đao khuất đao tuyệt, phi ưng lăng phong. Sư, ngay sau đó, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng trực tiếp tiến vào bên trong đó. Thiếu Du, đi đi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Nửa năm sau vi sư sẽ chờ con ở đây. Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sư quan tâm. Vâng, đệ tử đi vào đây. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh giống như một con chim ưng nhẹ nhàng nhảy lên không gian thú nang không biết có thể đem vào bên trong không lúc này trong lòng lục thiếu du đột nhiên có chút khẩn trương hắn mang theo không gian thú nang trong người không biết có thể tiến vào trong mật địa hay không ngay khi vừa mới tiến cận cái khe kia lục thiếu du nhất thời cảm nhận được một cỗ hấp lực đem hắn hút vào bên trong lục thiếu du lập tức tiến vào bên trong mấy người còn lại ở bên ngoài lúc này chân khí dưới chân cũng run lên trong nháy mắt lao thẳng lên bầu trời tiến vào không gian bên trong cái khe ngay khi người cuối cùng biến mất trong cái khe kia bốn đạo quang trụ trên ngọn núi lập tức biến mất không gian chung quanh cái khe cũng ba động kịch liệt nhanh chóng trở nên mờ ảo rồi biến mất trước mắt mọi người phanh phanh trong con sông từng cơn sóng lớn lúc này trong nháy mắt cũng khôi phục lại như cũ không biết lúc này ai trong bọn chúng sẽ có được linh vũ thánh quả đây dương trưởng lão nhìn vào cái khe đang biến mất trong không gian chậm rãi nói vậy thì phải xem thực lực và vận khí của bọn chúng rồi vân khiếu thiên nói trong không gian trắng xóa lúc này lục thiếu du đang đứng ở đó phía xa có ánh sáng lóe lên chung quanh hắn lúc này vô cùng vắng vẻ khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi không gian thú nang có thể tiến vào trong lục thiếu du vỗ không gian thú nang của mình mối lo trong lòng rốt cuộc cũng biến mất xem ra mật địa này không cho yêu thú ra vào thế nhưng nếu mang không gian thú nang là có thể cắt đứt khí tức của yêu thú là có thể tiến vào có tiểu long bên người hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều lúc này lục thiếu du vận chuyển chân khí trong người đánh giá bốn phía sư trong nháy mắt không gian giống như gấp khúc đột nhiên một cảnh tượng khác xuất hiện trước mặt lục thiếu du đây là một sơn cốc lúc này trong cửa cốc còn có đám người vân hồng lăng thúy ngọc triệu kinh hải triệu kình thiên sư sư phía sau lục thiếu du lúc này có mấy đạo thân ảnh đang tiến đến lúc này hai mươi đệ tử tiến vào mật địa đã tập trung ở trong sơn cốc này năng lượng thật là đậm đặc trong lúc đó, Lục Thiếu Du âm thầm cảm nhận chung quanh, trong nháy mắt phát hiện ra trong không khí nơi này có một cỗ năng lượng, cỗ năng lượng này theo sự hô hấp của hắn mà tiến vào cơ thể khiến cho cơ thể có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tâm thần tản ra, Lục Thiếu Du lại phát hiện, trong không khí có một tia năng lượng vô cùng nhỏ đang di chuyển. Loại năng lượng kỳ lạ này có chút giống như năng lượng trong thiên địa và năng lượng bên trong linh hồn thần dịch, năng lượng bên trong vũ linh ảo cảnh nữa. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra, khí tức này dường như mặc kệ là chân khí hay linh lực đều có chỗ tốt hắn khẽ nhíu mày rồi suy đoán đây có lẽ là loại năng lượng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện trong lời nói của vân khiếu thiên lục thiếu du nhất thời vận chuyển âm dương linh vũ quyết thử xem có thể thôn phệ được không chân khí vận chuyển thế nhưng ngay lập tức lục thiếu du lại thất vọng năng lượng này tuy rằng đậm đặc thế nhưng âm dương linh vũ quyết của hắn lại không thể trực tiếp thôn phệ dưới tình huống bình thường hắn cũng tu luyện nhanh hơn vũ giả bình thường mấy lần Thế nhưng có âm dương linh vũ quyết cho nên mới có cảm giác chậm chạp. Hơn nữa tốc độ tu luyện của Vũ Giả Ngũ Hệ cũng không phải là thứ mà các vũ giả bình thường có thể so sánh. Thất vọng qua đi, Lục Thiếu Du cũng không để ý lắm, bởi vì trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ tới loại kết quả này, bản thân hắn muốn tăng cường thực lực vẫn dựa vào yêu đan là nhanh nhất, chỉ là không biết bên trong mật địa này có linh thú hay không. Bằng không tu vi linh giả muốn đột phá quả thực có chút phiền phức. Lúc này những đệ tử đều đánh giá chung quanh đối với mọi người mật địa này là một nơi xa lạ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến đây chư vị trong mật địa này vô cùng nguy hiểm nhiều người thì độ an toàn sẽ cao hơn một chút các vị có muốn đi cùng chúng ta không trong đám người lúc này triệu kình hải nói thanh âm của triệu kình hải vang lên nhất thời có vô số ánh mắt nhìn vào người triệu kình hải bên người triệu kình hải lúc này có triệu kình thiên tăng sở hùng ba người này một người thứ nhất long bảng một người xếp thứ năm và một người xếp thứ 12 hai ta gia nhập một nữ đệ tử không có chút do dự nào đi tới bên cạnh ba người triệu kình hải. Vương Bình, xếp thứ 24 trên long bảng, linh sư cửu trọng đỉnh phong. Trong đầu lục thiếu du nhanh chóng hiện lên tin tức về nữ nhân này. Cường giả xếp thứ 14 trên long bảng, vận khí không tồi chút nào, lần này không ngờ lại tiến vào top 20. mươi 446, trong mật địa 2. Tê địa. Hai có ai đi cùng ta không? Chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi. Bởi vì linh vũ thánh quả cũng chỉ có 9 quả, ánh mắt Vân Hồng Lăng đảo qua mọi người rồi nói. Vân Hồng Lăng nói xong lập tức có không ít đệ tử đang do dự lúc này, cũng không nhịn được mà nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Bên người Vân Hồng Lăng lúc này có Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn, tổng cộng 4 người. Hàn Phong là cường giả thứ hai Long Bảng, Đồng Phàn thứ tư, mà bản thân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc đều có thực lực tiến vào nhất trọng tầng năng của Linh Vũ, ảo cảnh hợp nhất. Bốn người này chỉ tính riêng về thực lực cũng không thua kém đám người triệu kình hải. Tính thêm ta nữa." Phi Ưng Lăng Phong nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Vân Hồng Lăng. "Tính thêm ta nữa." Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần nhíu mày, khí tức quanh người có chút âm trầm, lúc này cũng lắc mình đi tới bên người Vân Hồng Lăng. "Ha ha, ta cũng tới giúp vui." Phách Đao Long Tam cười ha hả nhanh chóng tiến tới bên cạnh Vân Hồng Lăng. Có bốn cường giả này gia nhập, khí thế của trận doanh Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng cường hãn, mọi người đều là cường giả. Chín người còn thiếu một người. Lục Thiếu Du ngươi tới đây đi. Nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, chiến đao khuất đao tuyệt lại mở miệng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không được chấp nhận đội ngũ. Khuất đao tuyệt vừa nói xong thì Vân Hồng Lăng nói. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy mọi người đều nghi hoặc không ngớt, không biết Lục Thiếu Du đã đắc tội với nữ nhân điêu ngoa này từ bao giờ. Lục Thiếu Du cười khổ, nữ nhân này xem ra vẫn còn chưa hết giận với hắn. Ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Lúc này lại có hai người thanh niên đi lên phía trước, một người là Vũ Phách Lục Trọng, người kia là vũ phách thất trọng hai người này lục thiếu du cũng không xa lạ gì một người chính là đệ tử của ngô trưởng lão một người là đệ tử của tôn trưởng lão hai người này cũng bài danh trong tóc người của long bảng hai người các ngươi chỉ có một người được gia nhập chúng ta chỉ cần chín người mà thôi vân hồng lăng nhìn hai người nói hồng lăng để cho hai người bọn họ cùng gia nhập đi ta rời khỏi đoàn đội thúy ngọc nói với vân hồng lăng cái gì thế nhưng vân hồng lăng nhìn thúy ngọc nói Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Thúy Ngọc lại nói, "Ta tự có chừng mực, không sao đâu." Nhìn Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng dường như cũng biết mình không có cách nào thuyết phục được nàng nên nói, "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Nhìn thấy bên người Vân Hồng Lăng đã có 9 người, những đệ tử còn lại của Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể đi tới bên cạnh Triệu Kình Hải mà thôi. Mọi người cũng biết, trong mật địa này vô cùng nguy hiểm. Nhiều người tự nhiên sẽ an toàn hơn một chút. Nếu như một mình hành tẩu, độ nguy hiểm sẽ cao hơn khi hành tẩu cùng đoàn đội hơn mấy lần. Thiếu Du, ta đi cùng ngươi. Ngay khi Lục Thiếu Du đang thầm suy nghĩ trong lòng thì Thúy Ngọc đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, rồi nói. Đi với ta, Lục Thiếu Du sửng sốt, đi cùng đám người Vân Hồng Lăng, có thêm hàn phong, chiến đao khuất đao tuyệt. Phách đao Long Tam không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều, Thúy Ngọc. Này không biết lại có chủ ý gì nữa đây? Lẽ nào ngươi muốn để cho ta đi một mình sao? Thúy Ngọc nói với Lục Thiếu Du. Vậy, được rồi. Lục Thiếu Du nhớ mày rồi đáp. Vậy còn được. Thúy Ngọc mỉm cười nói, biểu, Thúy Ngọc, ngươi muốn đi cùng với tiểu tặc này sao? Ta không đồng ý, hắn sẽ bắt nạt người đó. Vân Hồng Lăng tức thì kháng nghị nói, Hồng Lăng, không sao đâu, ta tin thiếu Du không phải loại người như vậy. Thúy Ngọc mỉm cười nói, sư muội, chúng ta phải đi thôi. Hàn Phong bên người Vân Hồng Lăng lúc này mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Được rồi, chúng ta xuất phát. Vân Hồng lăng liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc rồi nói, sau đó chín người lập tức rời đi. "Chư vị, chúng ta cũng đi thôi." Triệu Kình Hải nói, ánh mắt quét về phía Lục Thiếu Du một lát rồi cũng tiến về phía trước. Hai đội này mỗi đội có 9 người, tổng cộng 18 người đều đi về phía trước. Lúc này chỉ còn lại Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. "Thúy Ngọc, nếu như ngươi đi cùng bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều." Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc. "Lẽ nào ngươi thấy ta lớn lên không xinh xắn cho nên mới không nguyện ý đi cùng ta?" Thúy Ngọc mỉm cười nói, "Không sinh sao?" Lục Thiếu Du nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc rồi nói, "Nếu như một nữ nhân đẹp mà tâm địa như rắn rết thì ta sẽ lập tức rời khỏi. Xấu hay đẹp không phải dựa vào khuôn mặt cùng dáng người có thể đánh giá được. Tuy rằng nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp, ta cũng vậy, thế nhưng ta càng thêm sợ nữ nhân như độc xà hơn." "Thật không? Lời nói của ngươi quả thực cũng có chút đạo lý." Thúy Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du nói, Vậy ngươi nói xem giữa ta và Vô Song tỷ ái hấp dẫn hơn? Chuyện này, Lục Thiếu Du nhíu mày nói, vấn đề này quả thực khó trả lời. Thật không? Nếu như vậy ta càng muốn ngươi trả lời." Thúy Ngọc nói. "Vô Song trong lòng của ta mặc kệ là lúc nào đều là nữ nhân đẹp nhất, bởi vì nàng trong lòng của ta, cho dù một ngày nào đó nàng già đi, dung nhan biến hóa cũng là người đẹp nhất." Nói như vậy chắc nàng cũng hiểu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Vô Song tỷ rất hạnh phúc." Một lát sau Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói, có nàng ấy ta cũng rất hạnh phúc. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng mỉm cười. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Ba tháng sau nhất định phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả. Diện tích bên trong mật địa này cũng không nhỏ, chúng ta phải đẩy cao tốc độ mới kịp được. Thúy Ngọc nói, Tiểu Long, ra đi. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, sau đó vỗ vào không gian thú nang, tức thì có một đạo quang mang bắn ra, lập tức rơi vào trên vai Lục Thiếu Du. Tiểu Long, nhìn thấy tiểu long thúy ngọc kinh ngạc hỏi tiểu long sao nó cũng vào đây được trong mật địa này yêu thú không thể tiến vào nha chuyện này do bi pháp của ta mà thôi lục thiếu du khẽ cười vuốt đầu tiểu long trên vai rồi nói thúy ngọc chúng ta đi thôi hai người đi về phía trước lục thiếu du không ngừng đánh giá không gian chung quanh trong mật địa này có rất ít núi non sắc trời mông lung không có mặt trời trên bầu trời dường như bị mây mù bao phủ vậy Dựa theo lời Vân Khiếu Thiên nói, Lục Thiếu Du trực tiếp đi về phía trước. Vũ Linh, thánh quả ở vị trí trung tâm của mật địa, cứ đi về phía trước là đến. Cảm nhận năng lượng đậm đặc trong không khí, Lục Thiếu Du cảm thấy rất bất đắc dĩ. Âm Dương Linh Vũ quét này ở trong mật địa không có bao nhiêu tác dụng, vẫn phải dùng tới yêu đan. Đi về phía trước, lúc này phía trước đã sớm không còn thân ảnh đám người Vân Hồng Lăng. Hai người cũng không dám chậm trễ vội vã đi về phía trước. Chương 447, Mật địa nguy hiểm tê địa nguy hiểm. Chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tâm thần tản ra chung quanh. Lục thiếu du không dám sơ ý một chút nào, tiểu long cũng lúc lắc cái đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Tại một chỗ nào đó trong sơn cốc, dưới không gian mông lung bao phủ, có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến về phía trước. Cẩn thận, có yêu thú. Hai người nhanh chóng thối lui. Đồng thời trong sơn cốc lúc này trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, thân thể to lớn, trên thân được bao phủ bởi một tầng lông màu đen, đuôi đỏ sậm, giống như là lửa vậy. Miệng đầy răng nanh, mắt sáng rực, hai mắt tỏa ra hung quang nhìn chằm chằm vào hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ. Thúy Ngọc nói, hai người trước mặt mười đầu Hỏa Vĩ Lang khổng lồ này có chút nhỏ bé, thế nhưng hai người lại không quá để ý tới mười đầu Hỏa Vĩ Lang này. Lão đại, mười đầu yêu thú tam giai mà thôi, để có thể dễ dàng đối phó với chúng. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Thiếu Du chưa được sự cho phép của ta, đệ không được xuất thủ. Lục Thiếu Du nói, rào hơn 10 đầu hỏa vĩ lang tam giai trung kỳ này gào giống, ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du, và Thúy Ngọc lúc này như đang nhìn món điểm tâm của bọn nó vậy. Động thủ, Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc nhìn nhau, rồi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ tạo thành một chuỗi tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, trực tiếp khiến cho năng lượng chung quanh ba động. Tốc độ thật nhanh, nhìn vào thân ảnh Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tốc độ này quả thực còn nhanh hơn hắn vài phần. Phanh, thân ảnh lóe lên, mấy đầu yêu thú tam giai mà thôi. Lúc này Lục Thiếu Du đương nhiên không để vào trong mắt. Thân hình trong nháy mắt bắn về phía trước, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện xuất hiện rồi đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Tiếng bạo liệt xuất hiện, đồng thời đầu hỏa vĩ lang khổng lồ này bị Lục Thiếu Du đánh văng về phía sau trên trăm thước. Cùng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp cũng đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thân thể của đầu hỏa vĩ lang đầu hỏa vĩ lang kia trong nháy mắt bị đánh bay thân thể không có một vết thương nào thế nhưng trong nháy mắt bị mất mạng linh lực thúy ngọc này không ngờ lại là linh giả lục thiếu du kinh ngạc hắn luôn cho rằng thúy ngọc này có chút bí ẩn thế nhưng thật không ngờ thúy ngọc lại là linh giả chết đi mấy đầu hỏa vĩ lang lúc này cùng xông tới thủ ấn trong tay lục thiếu du biến đổi vòng xoáy xuất hiện dưới chân thân hình lúc này hóa thành một đám tàn ảnh phanh phanh. Lực lượng mang theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên trong sơn cốc. Không khí chung quanh gợn sóng, âm thanh này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức yên tĩnh lại. Hai đạo thân ảnh xuất hiện về vị trí cũ, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đã có thêm 10 thi thể của hỏa vĩ lang. Không nghĩ tới nàng lại là linh giả. Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc. Lại nói đến điều này, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý tới nàng, thế nhưng có chút kỳ quái là hắn không thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc. Này, ngươi chẳng cũng là vũ giả tam hệ sao, chúng ta đi thôi. Phòng trừng chúng ta đánh giết thế này sẽ hấp dẫn không ít yêu thú tới đây. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, mặc dù tốc độ của hai người vô cùng nhanh chóng, thế nhưng cũng không gặp phải đội ngũ của Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Kỳ quái, sao lại không có ban dêm? Trong một rừng cây, Lục Thiếu Du ngạc nhiên nói. Lục Thiếu Du tính toán mình đã tiến vào mật địa này 12 canh giờ, thế nhưng trên bầu trời vẫn là một mảnh mây mù trắng xóa, không có ban đêm đây là một khối lục địa thượng cổ rơi xuống, bị Vân Dương Tông phong ấn ở đây, không gian này khác xa ngoại giới cho nên sẽ không có ban đêm. Thúy Ngọc nói, xem ra nàng đối với mật địa này hiểu rõ không ít. Lục Thiếu Du nói, cẩn thận. Dúng lúc này, Thúy Ngọc quát lên một tiếng. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, một đạo lưu quang trói mắt nhanh chóng xuyên. Qua không gian hóa thành một đám quang nhận mang theo tiếng bạo liệt bay, về phía bầu trời. Đây là cái gì? Lục thiếu du ngẩng đầu nhìn lên, Lúc này trên bầu trời có một cây đại thụ che trời, những cành cây như là vật sống bao phủ phương viên vài trăm thước, lúc này đang nhẹ nhàng đâm xuống. Phanh! Trong bầu trời vang lên một tiếng, đạo lưu quang trong tay Thúy Ngọc va chạm với đám cành cây khiến cho chúng nổ tung. Sưu sưu. Trong kình khí cuồng bạo, lúc này có mấy thân cây đường kính chừng nửa thước cũng như đang sống lại, trong nháy mắt đâm xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, lực công kích của mấy thân cây này tuyệt đối không thua kém công kích của một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt đánh ra, nhất thời trong không gian có một cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ bạo phát. Một trường ấn màu vàng phóng lên cao, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung. Một cỗ kình khí cùng bạo khoách tán ra bốn phía. Phanh phanh, tiếng bạo liệt lúc này không ngừng vang vọng trong không gian. Trong kình khí cùng bạo, cây đại thụ che trời trực tiếp bị ném xuống mặt đất, bị cắt thành vô số đoạn rải rác trong không trung. Chạy mau, Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại khẽ lắc một cái, trong nháy mắt chạy về phía trước. Sư sư, trong không gian lúc này vang lên tiếng gió rít gào. Trong rừng cây, lúc này không biết từ đâu xuất hiện vô số cành cây nhỏ tiến tới, liếc mắt nhìn qua cũng phải ngàn vạn cành. Chạy, lục thiếu du không chút do dự, chân khí dưới chân trượt lóe, thi triển phủ quang lược ảnh chạy. Hắn có cảm giác nếu như bản thân bị những cành cây này cuốn lây, coi như là hắn liều mạng chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Thúy Ngọc, đây là cái gì vậy lục thiếu du nhanh chóng chạy đi thế nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân dù đã thi triển phù quang lược ảnh thế nhưng lại không đuổi kịp thúy ngọc trong lòng vô cùng kinh hãi tốc độ khi thi triển phù quang lược ảnh tuyệt không chậm thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của thúy ngọc cũng nhanh như vậy đây chính là một ít thực vật từ thượng cổ ở địa phương có năng lượng mộc hệ đậm đặc mới sản sinh ra linh trí tự mình tu luyện thế nhưng linh trí của chúng rất thấp bù lại sinh mệnh rất mạnh nếu như bị chúng nó cuốn lấy thì vô cùng phiền biện pháp tốt nhất chính là chạy chạy càng xa chúng nó cũng không có cách nào đuổi theo thúy ngọc vừa chạy vừa nói còn có loại thực vật kinh khủng như vậy sao lục thiếu du thầm than cũng nhanh chóng đẩy cao tốc độ nửa canh giờ sau hai người chạy ra khỏi rừng cây thì mới dừng lại phía sau đã không còn thấy tung tích của đám cành cây kinh khủng kia nữa lúc này hai người mới thở dài một hơi lục thiếu du ngồi xuống dưới đất tiểu long thì đang cuộn tròn trên vai hắn đôi mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động chương 448, cho ngươi e rằng, một, không nghĩ tới phù quang lược ảnh ngươi lại tu luyện tới mức này rồi. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, người tu luyện phù quang lược ảnh cũng chỉ có vài người thành công. Tốc độ của ngươi dường như so với phi ưng lăng phong không kém là bao. Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du nói, tốc độ của nàng còn nhanh hơn ta. Nàng lại là linh giả, lẽ nào trên đời này còn có linh kỹ thân pháp sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, Thúy Ngọc này là linh giả, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với hắn khi thi triển phủ quang lược ảnh, còn nhanh hơn. Đây là một loại bí pháp, trong linh kỹ cũng không có linh kỹ thân pháp. Thúy Ngọc mỉm cười nói, lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú tứ dai. Thanh âm của tiểu long vang lên trong đầu lục thiếu du. Giống, xa xa, lúc này có một tiếng giống lớn truyền tới. Thanh âm như sấm rền khiến cho lỗ tai của lục thiếu du cũng cảm thấy tê dại. Tiếng gầm này vừa chấm dứt, thì có một đầu yêu thú to lớn xuất hiện trước mặt hai người. Yêu thú này hình thể khổng lồ, thân thể chừng 300 thước, trên người có một cái sừng nhọn hoắt giống như vây lưng cá nhô lên. Yêu thú này cả người vàng óng, đầu có chút tương tự như huyết tích dịch. Cái miệng đỏ tươi mở ra mang theo một đám hoàng quang phô thiên cái địa lao ra. Bốn mống vuốt trắng kiện, được bao bọc bởi một tầng thịt dày. Phần đuôi còn có một cái cọc bên trên, vô cùng sắc bén. Quanh người đầu yêu thú này có một cỗ uy áp mạnh mẽ khoách tán ra bốn phía khiến, cho lục thiếu du và thúy ngọc phải vận chuyển chân khí và linh lực để chống lại nó yêu thú thổ hệ tứ giai trung kỳ thiết bối tích dịch lục thiếu du thầm nói khóe miệng khẽ mỉm cười rốt cuộc cũng đụng phải yêu thú tứ giai bản thân hắn lúc này vô cùng cần yêu đan có yêu đan rồi thực lực của hắn có thể không ngừng tiến bộ nếu như vẫn dùng đan dược mà nói thứ nhất hiệu quả của đan dược cũng không tốt như yêu đan thứ hai cũng tiêu hao quá lớn tới tu vi hiện tại lục thiếu du phỏng đoán coi như là tiêu hao nghìn vạn kim tệ để mua đan dược thì cũng chỉ miễn cưỡng đột phá một trọng mà thôi nếu như tới vũ tướng vậy thì càng kinh khủng hơn phỏng chừng mấy ức kim tệ cũng không thể đột phá một trọng cho nên hắn muốn đột phá tu vi chủ yếu vẫn phải tìm vũ giả linh giả để thôn phệ hoặc là thôn phệ yêu đan và linh đan ba năm nữa lại trôi qua rồi sao lại có nhân loại tới đây nhìn về phía lục thiếu du và thúy ngọn thiết bối tích dịch kia không mở lại mở miệng ra nói ngôn ngữ của nhân loại miệng mở ra lập tức có một cỗ khí lưu lớn yêu thú tứ giai trung kỳ thực lực cũng không thấp lẽ nào chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn cản chúng ta còn không mau lui thúy ngọc trừng mắt nhìn thiết bối tích dịch hừ tiểu oai nhi này khẩu khí thật lớn các ngươi chỉ đủ nhét vừa kẽ răng của ta mà thôi thiết bối tích dịch nổi giận gầm lên một tiếng khí tức quanh thân bắt đầu bạo động tứ giai trung kỳ mà thôi yêu đan của ngươi ta cũng vui lòng nhận lấy lục thiếu du trầm xuống một viên yêu đan tứ giai trung kỳ hẳn là có thể để cho hắn từ vũ phách tứ trọng đột phá tới vũ phách ngũ trọng viên yêu đan này đương nhiên là hắn muốn rồi thủ ấn trong tay biến hóa quanh người lục thiếu du đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức cùng bạo hóa thành từng vòng xoáy nhỏ đột ngột xuất hiện trong không gian vòng xoáy này không ngừng tăng trưởng trong chớp mắt biến thành một vòng xoáy khổng lồ chừng trăm trượng vòng xoáy xoay tròn khối đá lớn trên mặt đất cũng bị cuốn lên lập tức tan vỡ thành những mảnh nhỏ trong vòng xoáy Hừ, trước tiên ta bắt người nhét kẽ răng vậy. Nhìn lục thiếu du, thiết bối tích dịch nổi giận nói, bởi vì nó cảm nhận được tu vi của lục thiếu du là vũ phách tứ trọng, vũ phách tứ trọng mà thôi, nó đương nhiên là không sợ. Miệng mở rộng, một tiếng gầm lớn vang vọng không gian. Lập tức, quang mang quanh người thiết bối tích dịch đại thịnh, mặt đất bắt đầu run rẩy, một cỗ năng lượng thổ hệ mạnh mẽ từ trong miệng phun ra bên ngoài. Nhân loại chết đi! Thiết bối tích dịch mở miệng hét lớn khí lưu đang cuộn trào mãnh liệt trong miệng trực tiếp hóa thành công kích đánh về phía lục thiếu du nghiệt xúc muốn chết lục thiếu du hử lạnh một tiếng thủ ấn trong tay biến hóa quanh thân hán lúc này có một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy kia một tiếng trầm thấp vang lên phong quyển tản vân theo sự xuất hiện của chân khí lục thu du truyền vào vòng xoáy kia trong nháy mắt tăng vọt mặt đất bị vòng xoáy này tước đi một lớp trên bề mặt vô số vết nứt dài đất đá bị cuốn vào, khí thế phô thiên cái địa phát ra chung quanh. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau, không gian yên tĩnh một lát rồi tiếng nổ ầm vang tức thì vang vọng. Phanh phanh, hai cỗ năng lượng mạnh mẽ va chạm kình phong bắn ra bốn phía. Trong bầu trời kình khí tràn ngập, cuồng bạo xuất hiện, dưới năng lượng kinh khủng này không ngờ không gian đã bắt đầu rung động. Nhưng vào lúc này Lục Thiếu Du lại có động tác. Chân khí phía sau hóa thành hai cánh thi triển phong chi dực, phối hợp với phù quang lực ảnh, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo thiểm điện trong sát na, tới phía sau thiết bối tích dịch. Chết đi! Thanh âm lạnh nhạt từ miệng lục thiếu du phát ra. Hỏa bạo viêm! Thủ ấn xuất hiện, trong tay hắn đột nhiên có một hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn. Toàn bộ không gian tràn ngập trong khí tức nóng bỏng, nhiệt độ không ngừng tăng cao, khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Hỏa cầu không ngừng bành trướng rồi bắn về phía trước tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Một cỗ uy áp kinh khủng, bài sơn hải đảo khoách tán ra bốn phía. Cảm giác được sự đáng sợ của kinh khí, thiết bối tích dịch rốt cuộc bắt đầu sợ hãi thối lui, thế nhưng đã không còn kịp nữa, hỏa diễm kinh khủng chung quanh nổ tung, đem nó bao phủ ở bên trong. Phanh, hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung khiến cho không gian rung động kịch liệt, hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, thiết bối tích dịch bị hỏa diễm bao phủ, thân thể khổng lồ bị một cỗ kinh khí nóng bỏng, cuồng bạo chút xuống yêu thú tứ giai trung kỳ, có thể so sánh với vũ phách lục trọng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó sở hữu thực lực như vũ phách lục trọng. Lục thiếu du tuy rằng mới chỉ là vũ phách tứ trọng thế nhưng thực, lực của bản thân đã sớm vượt quá tu vi, cho nên muốn giết một đầu thiết bối tích dịch này vô cùng dễ dàng. Khi năng lượng nóng bỏng tiêu tán trong không trung, trên mặt đất lúc này, thân thể to lớn của thiết bối tích dịch đã cháy đen nằm trên mặt đất. Lục thiếu du không chút khách khí, phong chi dực sau lưng được thu lại, trong nháy mắt đáp xuống trước thi thể của thiết bối tích dịch. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bắt đầu rạch bụng đầu thiết bối tích dịch kia. Chương 449, cho ngươi e rằng, hai. Cạch. Một tiếng cạnh vang lên, một đám tia lửa văng ra bốn phía. Một kiếm này chỉ để lại một vết tích nhàn nhạt trên thi thể của thiết bối tích dịch. Ra quả thực dày a, Lục Thiếu Du thầm nghĩ. Thiếu Du, dùng cái này lấy yêu đan. Trong tay Thúy Ngọc xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, toàn thân đều là màu đen, trên bề mặt vô cùng sáng bóng lập tức đưa cho lục thiếu du không phải phàm vật thanh kiếm màu đen này lục thiếu du có cảm giác được tuyệt đối là do linh giả chế luyện tài liệu cũng bất phàm từ bề mặt của nó là có thể đoán được chỉ sợ ít nhất cũng xuất phát từ tay linh xuất hẳn là linh xuất sắc đột phá linh vương những tài liệu phối hợp để tạo ra nó ít nhất cũng tới trăm vạn kim tệ tới lúc này lục thiếu du kết luận rằng thúy ngọc này không chỉ là một nha hoàn chỉ là hắn cũng không thể nào suy đoán ra xuất thân của nàng dọc đường Lục Thiếu Du cũng nói bóng gió, thế nhưng Thúy Ngọc này lại vô cùng cẩn thận, điều này khiến cho Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ. Sư, một kiếm chém xuống, da thịt cứng như sắt đá của thiết bối tích dịch, lúc này trong nháy mắt giống như là khối thịt mềm bị tách ra. Một viên yêu đan tứ giai trung kỳ xuất hiện trước mặt hắn, năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong viên yêu đan không ngừng tiết ra bên ngoài, Lục Thiếu Du nhanh chóng thu nó vào trong một hộp gấm. Đáng tiếc, nhìn vào tầng da lông của thiết bối tích dịch Lục Thiếu Du có chút đau lòng, nếu như có thể lột ra giá trị ít nhất cũng tới mấy vạn kim tệ thế nhưng hiện tại hắn phải rời đi cho nên cũng không có thời gian lột ra của nó ra chả nàng thanh kiếm này không phải phàm vật nha lục thiếu du ném thanh kiếm màu đen về phía thúy ngọc nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy coi như ta tặng cho ngươi thúy ngọc mỉm cười nói vậy thì ta đành xấu hổ mà nhận lấy vậy lục thiếu du nhanh chóng nói vừa nói vừa thu thanh kiếm màu đen vào trong túi chữ vật của mình dường như sợ thúy ngọc sẽ đổi ý vậy bảo vật như vậy giá trị trí ít cũng trên trăm vạn kim tệ nếu có thể thu được tội gì không thu chúng ta đi thôi đám người hồng lăng hẳn đã đi rất xa rồi chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa thúy ngọc nhìn quanh rồi nói trong không gian không có mặt trời không có ban đêm khiến cho bọn họ có cảm giác áp lực đặc biệt là nguy hiểm tùy lúc đều có thể gặp phải lại càng tăng thêm áp lực cho bọn họ thình thịch phía xa lúc này chuyển đến âm thanh nặng nề âm thanh không ngừng quanh quẩn trong không trung Tại một cánh rừng lúc này có hai thân ảnh mơ hồ đang không ngừng phát ra công kích. Phanh phanh, năng lượng bàng bạc ba động, một ít tảng đá trên mặt đất trực tiếp bị chấn nát, đại thụ che trời bị bật gốc, lực lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cuối cùng khi kình khí tiêu tán, thân ảnh hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc xuất hiện trong không gian. Nhìn vào thi thể của đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ Lục Thiếu Du nói: "Yêu thú tứ giai hậu kỳ, một tháng qua tổng cộng chúng ta đã đánh chết 15 đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ." và 10 đầu yêu thú tứ giai trung kỳ. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Thúy Ngọc, viên yêu đan này thuộc về nàng. Lục Thiếu Du nói, trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du cảm thấy có chút xấu hổ. Yêu đan của những yêu thú hai người phối hợp đánh chết đều bị Lục Thiếu Du thu lấy. Cho nên bây giờ yêu đan trên người hắn đã lên tới con số hai mươi mấy khỏa. Người nhận lấy đi, tác dụng của nó đối với ta không lớn. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Vậy được rồi, lục thiếu du cũng không khách khí lập tức thu yêu đan trong đoạn thời gian này không có ban đêm hai người cũng chỉ có thể dựa vào canh giờ mà phán đoán phỏng chừng lúc này đã trôi qua được một tháng kể từ khi bọn họ tiến vào mật địa lão đại huynh không cho đệ xuất thủ khiến đệ buồn bực muốn chết tiểu long xoay quanh vai lục thiếu du thanh âm truyền vào trong đầu lục thiếu du kháng nghị nói đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội cho đệ xuất thủ bây giờ còn chưa phải lúc lục thiếu du trả lời một lát sau, Lục Thiếu Du đã thu được viên yêu đan vào trong tay. Viên yêu đan tứ giai hậu kỳ này to bằng nắm tay, trong tay Lục Thiếu Du tỏa ra năng lượng kinh khủng. Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát đi. Thúy Ngọc nói. Được. Lục Thiếu Du trả lời, không có ban đêm, hai người trong khoảng thời gian này, sau mười mấy canh giờ sẽ tìm một địa phương nào an toàn nghỉ ngơi một phen. Mà trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du vẫn tu luyện bình thường, tuy rằng có thêm năng lượng đặc thù trong mật địa, Thế nhưng tốc độ tu luyện bình thường của Lục Thiếu Du, so với võ giả bình thường cũng không khác là bao, không thể đạt được hiệu quả gia tốc tu luyện trong mật địa. Tuy rằng trên người hắn hiện tại có không ít yêu đan, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không có thời gian để thôn phệ tu luyện. Thời gian 3 tháng phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả, theo lời nói của Vân Khiếu Thiên, khoảng cách này không gần, nếu như thôn phệ yêu đan chuẩn bị đột phá thì sẽ chậm trễ, đánh mất cơ hội có được Vũ Linh Thánh Quả, khi đó cái được sẽ không bù nổi cái mất. Vì vậy Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể thu yêu đan vào trong hộp gấm để đó mà thôi, không thể lập tức thôn phệ đột phá. trong thời gian hơn một tháng này, hai người đánh chết không ít yêu thú tứ giai, về phần yêu thú tam giai và nhị giai vô cùng nhiều. hầu như càng đi sâu vào trong, yêu thú ngày càng nhiều. ban đầu là yêu thú tứ giai trung kỳ, mấy ngày nay mới xuất hiện một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ. yêu thú tứ giai lục thiếu du không để vào mặt, thế nhưng nếu gặp phải yêu thú ngũ giai thì hắn phải có chút cẩn trọng yêu thú đạt tới ngũ giai không hề dễ đối phó như tứ giai trong một sơn cốc vắng vẻ hai người sau khi xem xét chung quanh rồi quyết định ở trong sơn cốc này nghỉ mấy canh giờ cũng thích hợp cho việc điều tức khôi phục thực lực phân phó tiểu long hộ pháp lục thiếu du khoanh chân ngồi xuống âm dương linh vũ quyết vận chuyển quanh thân thể nhất thời được bao phủ bởi một đoàn quang mang trong quang mang lục thiếu du có thể cảm giác được trong không khí có một tia năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể mình theo sự tu luyện của hắn đồng thời hóa thành chân khí và linh lực tiến vào trong đan điền và trong đầu. Cỗ năng lượng này vô cùng thần bí, phảng phất như là năng lượng bên trong thiên địa, quả thực có chút giống nhau, sau khi tiến vào trong cơ, thể thậm chí không cần luyện hóa là có thể hóa thành chân khí và linh lực tinh thuần. Mặc dù là như vậy đối với Lục Thiếu Du mà nói, có âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn là bao. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái thu luyện. Phù, chừng 10 canh giờ sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí, thủ ấn thu lại rồi đình chỉ tu luyện. Chương 450, có chút mờ ám. Chút mờ ám. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, tu luyện bên trong này tuy rằng hắn không hài lòng lắm, thế nhưng cũng có chút tiến bộ, so với tu luyện ở thế giới bên ngoài cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Ánh mắt hắn lại chuyển sang phía Thúy Ngọc bên cạnh. Lúc này Thúy Ngọc vẫn còn đang tu luyện, một cỗ linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài bao phủ quanh thân thể, không gian chung quanh ba động, bằng vào mắt thường khó có thể phát hiện chỉ có người nào có cảm giác nhanh nhạy mới có thể phát hiện ra lúc này có từng tia năng lượng bị Thúy Ngọc thu vào bên trong thân thể. Nhìn vào Thúy Ngọc, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có một nốt ban đỏ. Nếu như không có một vết ban đỏ này có lẽ nàng sẽ là một nữ tử tuyệt sắc. Lục Thiếu Du thầm nói, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Có phải ngươi cảm thấy nốt ban đỏ trên mặt ta rất xấu đúng không? Đúng lúc này, Thúy Ngọc dừng tu luyện, mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Không phải là xấu chỉ có thể nói nốt ban đỏ này làm ảnh hưởng tới dung nhan xinh đẹp của nàng. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, "Theo ta được biết, hẳn có linh giả có thể luyện chế một ít đan dược loại bỏ nốt ban đỏ này." "Loại bỏ thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy nó rất xấu sao?" Thúy Ngọc nhìn Lục Thiếu Du lại nói. "Ý của ta chính là, tâm tư muốn mọi người chú mục ai cũng có. Nếu như không có nốt ban đỏ này có thể sẽ giúp nàng tự tin hơn rất nhiều." Lục Thiếu Du nói. "Ý của ngươi ta nếu như ta không có nốt ban đỏ này ta sẽ có rất nhiều nam nhân truy cầu giống như vô song tỷ đúng không thúy ngọc nói chuyện này lục thiếu du cười khổ nhất thời cũng không biết trả lời làm sao hắn do dự một chút rồi nói lời ta nói quả thực có một phần là như vậy thế nhưng tuyệt không phải là toàn bộ vậy ngươi thành thật trả lời ta nếu như nốt ban đỏ trên mặt ta vĩnh viễn không thể xóa bỏ ta vẫn xấu như vậy nếu là ngươi ngươi có lấy ta không lúc này thúy ngọc có chút giảo hoạt nói chuyện này nàng không phải là một người có thể tùy tiện chọn một ai đó mà gả nha lục thiếu du nói nếu như có người không để ý tới dung nhan của ta lại không để ý tới thân phận nha hoàn của ta ta gả cho người đó cũng chính là phúc khí của ta thúy ngọc nhìn lục thiếu du nói ngươi còn chưa trả lời nếu là ngươi ngươi có lấy ta không ha ha nếu như trước khi gặp vô song nữ tử như nàng nếu không ghét bỏ ta ta đương nhiên sẽ lấy lục thiếu du cười nói ý của ngươi là ta không bằng vô song tỷ thúy ngọc nói đương nhiên không phải nàng và vô song tỷ không thể so sánh với nhau ý tứ của ta là hiện giờ ta đã có vô song cho nên rất khó tiếp thu người khác nữa lục thiếu du trả lời vậy ngươi không thể đồng thời tiếp nhận hai người hoặc là ba người sao thúy ngọc lại hỏi trong mắt có chút khác thường ta cũng không biết chí ít hiện tại còn chưa biết lục thiếu du đáp nếu như dứt bỏ tất cả nữ nhân xấu như ta ngươi có lấy không trong đôi mắt xinh đẹp của thúy ngọc lúc này có chút khát vọng sẽ lục thiếu du gật đầu đáp bằng vào sự lý giải của hắn với thúy ngọc nàng làm sao lại đơn giản như bề ngoài được nữ tử như vậy không một nữ nhân nào có thể so sánh được nói xong câu đó chung quanh hai người nhất thời có chút mờ ám lập tức yên tinh lại có những lời này của người ta đã vô cùng cao hứng rồi thúy ngọc khẽ nói ánh mắt có chút thỏa mãn nàng lại là một nữ nhân không đơn giản nếu thực sự muốn lấy ta là ta chiếm được tiện nghi nha lục thiếu du nói được rồi Giả dụ như có một ngày vô song tỷ không phản đối, ngươi nhất định phải lấy ta." Thúy Ngọc mỉm cười nói. Nói xong trên khuôn mặt nàng không nhịn được mà ửng đỏ, bầu không khí chung quanh cũng càng thêm mờ ám. Khụ khụ, Lục Thiếu Du vội ho một tiếng, nói, "Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi, cần phải tiếp tục lên đường." "Được." Thúy Ngọc đáp một tiếng, hai người lập tức thu dọn rồi rời khỏi sơn cốc. Hai người đi cùng nha um dọc đường tuy rằng có thêm nhiều nguy hiểm, thế nhưng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua dù sao thực lực của hai người cũng đều bất phàm dọc đường đi lục thiếu du ngày càng kinh ngạc thậm chí lục thiếu du có một cảm giác rất mơ hồ đó là thực lực của thúy ngọc chỉ sợ cho dù hắn liều mạng xuất ra hết tất cả các con bài chưa lật cũng khó có thể thắng được nàng coi như là nàng xuất thủ hắn cũng không đoán được tu vi của nàng thế nhưng có một điều chắc chắn đó là tu vi của nàng hẳn đã là linh tướng trong ngày kế tiếp yêu thú hai người gặp phải thực lực càng ngày càng mạnh càng về sau yêu thú hầu như đều là tứ giai trung kỳ và hậu kỳ. Yêu thú tam giai đã lâu rồi bọn họ chưa gặp qua. Dưới sự liên thủ của hai người, đánh chết một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ vô cùng dễ dàng. Sau mười mấy canh giờ bôn tẩu, hai người lại tìm một địa phương nào đó điều tức khôi phục một phen. Sau đó lập tức thu thập rồi lên đường. Thế nhưng qua một ngày nữa bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng đám người Vân Hồng Lăng và Triệu Kinh Hải. Thế nhưng yêu đan trên người lục thiếu du lúc này cũng tăng lên không ít yêu đan đối với người bình thường mà nói thì chỉ có thể đổi ra kim tệ hoặc đan dược từ trong tay linh giả mà thôi đối với lục thiếu du mà nói yêu đan này đại biểu cho thực lực của hắn có những viên yêu đan này thực lực của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ mà trong mười mấy ngày nay hắn còn ngoài ý muốn chiếm được hai bộ vũ kỹ hoàng cấp trung giai khi truy sát một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ tới tận xào huyệt của nó lục thiếu du lại phát hiện ra hai bộ vũ kỹ này vốn lục thiếu du đang hoài nghi lời sư phụ vũ ngọc tiền của hắn nói trong mật địa này có không ít vũ kỹ, thế nhưng hắn lại chưa từng gặp qua. Lần này xem ra vũ kỹ là thật, thế nhưng đều rơi vào trong tay đám yêu thú. Dù sao trong mật địa này ngoài cây cối ra, cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ mọi thứ trong này nhất. Mười ngày nữa trôi qua, quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc đột nhiên càng thêm mờ ám, có đôi khi không cẩn thận hai người đụng vào nhau, khuôn mặt Thúy Ngọc lúc đó cũng lập tức ửng đỏ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, trong một cánh rừng vang lên âm thanh của lục thiếu du. Một lát sau, trong một khe sâu trống trải, hai người xuất hiện ở đó. Hai người tìm một ít địa phương trống trải cũng vì sự an toàn của mình. Bởi vì những địa phương này có thể phòng bị yêu thú đánh lén. Nhanh như vậy đã qua hai tháng rồi, hẳn là sắp tới nơi vũ linh thánh quả xuất hiện nha. Khoanh chân ngồi xuống, lục thiếu du nói. Năng lượng chung quanh càng ngày càng mạnh, chứng minh phương hướng chúng ta đi không sai. Có lẽ đã gần tới chỗ của vũ linh thánh quả. Thúy Ngọc cảm nhận năng lượng trong không gian rồi nói. Chương 451, bị tập kích một. Tập kích. Một nghỉ ngơi đi. Lục Thiếu Du để Tiểu Long hộ pháp rồi lập tức nhắm mắt. Thu ấn khẽ kết rồi bắt đầu tu luyện, thân thể được bao phủ bởi một tầng quang mang. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Thúy Ngọc lúc này có chút thoảng thốt, khẽ lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc là dạng người gì, ta không thể nhìn thấu hắn. Dường như trên người hắn cất giấu vô số bí mật. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Lục Thiếu Du ngày càng hiểu hơn về Thúy Ngọc thế nhưng Thúy Ngọc thì càng lại hiếu kỳ về Lục Thiếu Du. Có thể nữ nhân chính là loại động vật như thế. Càng không biết thì càng hiếu kỳ. Nhìn Lục Thiếu Du đang khoanh chân tu luyện, Thúy Ngọc cười nhợt nhạt, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sư, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, quay đầu nhìn về bốn phía. Hai người tu luyện, hạp cốc chống trải lúc này cũng trở nên yên tĩnh, thi thoảng có một cơn gió thổi qua. Mà đúng lúc này, trong hạp cốc chống trải, sau khi hai người tu luyện mấy canh giờ, thì có một cỗ khí tức kỳ lạ trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện trong không khí. Lão đại, có kẻ đang âm thầm tập kích chúng ta. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu lục Thiếu Du. Đồng thời thanh âm của Thúy Ngọc cũng vang lên. Thiếu Du, cẩn thận. Vừa nói xong, thủ ấn trong tay Thúy Ngọc, đột nhiên đánh ra tạo thành một đám quang mang trói mắt bao phủ phương viên, trước thước chung quanh, kể cả lục Thiếu Du đang tu luyện ở gần đó. Sư, một đạo quang mang vô hình trong nháy mắt bổ vào trước người lục thiếu du thế nhưng lúc này lại bổ vào tầng quang cháo trong suốt do thúy ngọc bố trí ra năng lượng khổng lồ va chạm khiến cho không gian gợn sóng trên tầng quang cháo do thúy ngọc bố trí bột nhiên giống như thủy tinh trên bề mặt có vô số vết nứt phanh thủ ấn trong tay thúy ngọc nhanh chóng biến đổi quang mang trên quang cháo đại thịnh vết nứt nẻ nhanh chóng được chữa trị quang cháo trong nháy mắt bành trướng đem đạo quang nhận này đánh bay công kích bằng linh lực khi Thúy Ngọc đánh văng đạo quang nhận kia, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Không ngờ đạo quang nhận này lại là công kích bằng linh lực, dựa vào khí thế của nó có lẽ người xuất thủ có tu vi đạt tới linh tướng. Người này là ai Lục Thiếu Du cho dù nhắm mắt cũng có thể đoán ra được. Ngoại trừ triệu kinh hải của triệu gia thì không còn có ai khác nữa. Lúc này Lục Thiếu Du đã sớm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài, lạnh nhạt nói, người triệu gia lẽ nào chỉ giỏi đánh lén người khác như thế này thôi sao? khặc khặc ta chỉ muốn giải quyết ngươi sớm một chút mà thôi ngươi còn chưa xứng để ta đánh lén thanh âm vang lên bên ngoài hạp cốc lúc này có chín đạo thân ảnh xuất hiện chín đạo thân ảnh xuất hiện ba người phía trước chính là triệu kinh hải triệu kinh thiên và tằng sở hùng triệu kinh hải lá gan các ngươi quả thực không nhỏ quy củ của vân dương tông các ngươi hẳn cũng biết giết chóc đồng môn hậu quả như thế nào hẳn các ngươi rõ ràng hơn với ta nhìn vào đám người thúy ngọc lạnh nhạt nói ngươi là thúy ngọc đúng không ta biết ngươi có chút bất phàm, thế nhưng chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi mau tránh ra. Triệu Kinh Hải nhìn Thúy Ngọc nói. Nếu như ta không rời đi thì sao? Thúy Ngọc nhàn nhạt nói. Nữ nhân xấu xì này, nếu như ngươi không rời đi vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ bằng ngươi thôi sao? Vẻ mặt Thúy Ngọc đột nhiên trầm xuống, hàn ý toát ra. Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, đám người triệu ra các ngươi khá lắm, hắn đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi đúng không lục thiếu du tiến lên rồi khoát tay ý bảo thúy ngọc lùi lại phiền phức đến tìm hắn làm sao hắn có thể để cho một nữ nhân xuất đầu cho mình đây không lâu nhưng cũng đáng giá hôm nay ta xem còn có ai có thể cứu được ngươi triệu kình thiên lạnh nhạt nhìn lục thiếu du nói các ngươi muốn thế nào lục thiếu du lạnh nhạt nói hắn đã sớm đoán tới trong mật địa này người triệu gia sẽ không bỏ qua cho hắn lẽ nào ngươi không biết sao triệu kình thiên nhìn lục thiếu du cười lạnh một tiếng ta sợ các ngươi không có thực lực đó lục thiếu du lại lạnh nhạt nói ánh mắt nhìn vào trên người triệu kình hải có tiểu long bên người hắn cũng coi như có một lá bài tẩy muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy thử là biết triệu kình thiên lạnh nhạt nói một tiếng triệu sư huynh tông chủ từng nói đồng môn cấm tàn sát lẫn nhau chúng ta phía sau triệu kình thiên lúc này vương bình linh sư cửu trọng đỉnh phong có chút khẩn trương nói Năm người còn lại vẻ mặt cũng ngưng trọng, ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du và đám người Triệu Kình Thiên, bọn họ cũng không dám động thủ. Hừ, ai nói chúng ta muốn giết tiểu tử này? Chúng ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, để hắn giống như Lý Đạt Giang là được, mạng của hắn thì không cần thiết. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Triệu sư huynh, vậy cũng không được, Lục Thiếu Du là đệ tử của Vũ trưởng lão." Một thanh niên mặc bạch y nói. "Hừ, không cần các ngươi phải động thủ, các ngươi cứ ở một bên nhìn là được." triệu kinh hải liếc mắt nhìn năm đệ tử còn lại nhàn nhạt, nhạt nói lục thiếu du chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp xin lỗi ngươi vương bình có chút áy náy nói với lục thiếu du năm người còn lại nhìn nhau trong lòng cũng biết lục thiếu du và triệu gia có chút thủ oán không cần bọn họ xuất thủ bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm nhất thời lùi lại phía sau loại chuyện này bọn họ cũng không dám đắc tội với hai bên cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn thối lui mà thôi không sao các ngươi không cùng vây công ta ta đã rất cảm kích rồi. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười, mấy người này không dám vây công mình, có lẽ bọn chúng sợ hãi sau này, sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn đến tìm phiền toái nha. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn thối lui, quả thực bớt cho hắn bao nhiêu phiền toái. Lục Thiếu Du, hôm nay không ai có thể cứu ngươi được rồi. Triệu Kinh Thiên lạnh nhạt nhìn Lục Thiếu Du nói, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Lão đại, thực lực ba người bọn chúng rất mạnh, ta chỉ có thể đối phó với kẻ yếu nhất kia, muốn giết hắn quả thực rất khó khăn, Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, Linh tướng Tam Trọng, Vũ tướng Nhị Trọng. Lục Thiếu Du nhìn vào thân ảnh của hai người, Triệu Kinh Hải và Triệu Kình Thiên. Tầng Sở Hùng thì có Tiểu Long đối phó, cũng khó mà đối phó được với Triệu Kình Thiên. Thực lực của nó hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chống lại Tầng Sở Hùng mà thôi. Mà hắn nếu như đối phó Triệu Kình Hải chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Thiếu Du, Triệu Kình Hải này giao cho ta, hai tên còn lại giao cho ngươi, thế nào? Thúy Ngọc bước tới bên người Lục Thiếu Du, liếc mắt nhìn ba người Triệu Kình Hải nói: "Chương 452, bị tập kích hai." "Tập kích hai? Nàng sao?" Lục Thiếu Du nhíu mày, Triệu Kình Hải này là linh tướng tam trọng, thứ nhất long bảng, tuyệt đối là một cường giả. Thực lực của Thúy Ngọc tuy rằng rất mạnh thế nhưng đối phó với Triệu Kình Hải, này có lẽ sẽ không dễ dàng một chút nào. "Yên tâm đi, giết hắn ta khó có thể làm được, thế nhưng chống lại hắn thì không thành vấn đề." Thúy Ngọc nói vậy làm phiền nàng rồi. Lục Thiếu Du nói, hắn cũng không cự tuyệt tấm lòng của nàng, hiện tại quả thực hắn cần Thúy Ngọc trợ giúp. Nếu như có thể ngăn cản được Triệu Kinh Hải thì Triệu Kinh Thiên và Tàng Sở Hùng kia, Tiểu Long và hắn mỗi người một tên tuyệt đối có thực lực chống lại. Vậy ngươi thiếu ta một cái nhân tình, sau này phải trả gấp bội. Thúy Ngọc lãnh đạm nói, không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói, hừ, Thúy Ngọc, tốt nhất ngươi nên lui ra, việc này không liên quan tới ngươi hà tất phải giúp đỡ hắn triệu kinh hải nhìn thúy ngọc nói một kích vừa rồi thúy ngọc có thể chặn lại hắn khiến cho hắn chấn động thực lực của thúy ngọc tuyệt đối bằng hắn bằng không sao hắn có thể phí nước bọt nói nhiều với nàng như vậy chuyện này ta cứ thích quản về phần ngươi ta không để vào trong mắt thúy ngọc lạnh nhạt nói trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàn mang hai người các ngươi đối phó với lục thiếu du ta đối phó với thúy ngọc này trên mặt triệu kinh hải tràn ngập hàn ý vung tay lên nói tóc chiến tóc thắng lưu lại nửa cái mạng cho lục thiếu du là được vâng triệu kinh thiên tăng sở hùng gật đầu lập tức đi về phía lục thiếu du chân khí quanh thân tỏa ra mỗi một bước đều tạo thành một dấu chân sâu trên mặt đất lục thiếu du lạnh nhạt cười khóe miệng nhếch lên hàn ý trong mắt ngày càng đậm sâu ngay lúc này triệu kinh hải dậm chân một cái thủ ấn trong tay biến hóa một đạo trường ấn bạch sắc được ngưng tụ khiến cho không gian chung quanh gợn sóng trong sát na đánh về phía thúy ngọc thiếu du, cẩn thận một chút. Thúy Ngọc vừa nói xong, thân ảnh xinh đẹp đã biến mất tại chỗ. Lúc thân ảnh nàng xuất hiện thì hai người đã giao thủ cùng nhau. Linh lực tràn ngập trong sơn cốc, khiến cho năm người bàng quang đứng nhìn ngoài xa không khỏi chú ý. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng đi tới trước mặt Lục Thiếu Du cười lớn. Lẽ nào các ngươi nghĩ hai người các ngươi có thực lực này hay sao? Tiểu Ý thu liễm lại, trên người Lục Thiếu Du chỉ còn hàn ý tràn ngập, sát khí vô hình tỏa ra chung quanh, Đồng thời hắn phân phó Tiểu Long, Tiểu Long, để có thể xuất thủ. Lão đại, không thành vấn đề. Sư. Tiểu Long nhảy khỏi vai Lục Thiếu Du, thân thể trong nháy mắt tăng vọt tới 300 thước. Lân phiến quanh thân dựng đứng, trên người có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn, một cỗ uy áp cực lớn tỏa ra chung quanh. Yêu thú của ngươi sao lại vào đây được? Sắc mặt đám người Triệu Kình Thiên đại biến. Trong mật địa này không cho yêu thú tiến vào, thế nhưng bọn họ không ngờ được yêu thú của Lục Thiếu Du, tại sao lại có thể tiến vào trong này? túi chữ vật nhẫn chữ vật đều không thể đem vật còn sống thu vào được lão đại để đối phó tên có thực lực yếu hơn kia không thành vấn đề huynh phải cẩn thận một chút tiểu long lúc này dùng đôi mắt lớn hung hăng nhìn về phía hai người triệu kình thiên tăng sở hùng nói đệ cũng cẩn thận một chút lục thiếu du nói tuy rằng hắn biết tiểu long có lực phòng ngự cường hãn thế nhưng lúc này lục thiếu du cũng có chút lo lắng tiểu long hiện tại dù sao cũng chỉ là yêu thú tam giai trung kỳ mà thôi ta đối phó với lục thiếu du, người đối phó đầu yêu thú kia. Lúc này triệu kình thiên nhanh chóng triển khai công kích vừa nói với tàng sở hùng. Chân khí dưới chân chợt lóe, thân hình trực tiếp bắn về phía lục thiếu du, nắm tay tràn ngập hỏa diễm không chút hoa mỹ nào đánh về phía đầu lục thiếu du. Sư, đồng thời trong lúc đó tàng sở hùng trong nháy mắt đánh về phía tiểu long, trong tay hắn không biết, từ lúc nào đã có một thanh đại đao màu xanh mang theo hơi nước nhẹ nhẹ. Đao mang bổ ra xuyên thấu không gian khiến cho không gian gợn sóng. Sư, thân thể tiểu long tuy rằng to lớn thế nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn không gì sánh được thân thể khổng lồ đánh về phía tầng sở hùng lúc tiểu long xuất thủ thì bên này lục thiếu du rốt cuộc cũng có hành động hàn ý trong mắt bắt ra vòng xoáy dưới chân xuất hiện đối mặt với đạo công kích cường hãn của triệu kình thiên ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện một cỗ chân khí thổ hệ bạo phát một đạo trưởng ấn hoàng sắc phóng lên cao thiên thủ liệt cương ấn trưởng ấn khiến cho không gian gợn sóng Giống như là phá vỡ không gian, quyền ấn của Triệu Kình Thiên vừa mới tới, hai cỗ kinh khí khổng lồ va chạm với nhau. Oanh! Quyền trưởng va chạm, kinh phong đáng sợ khiến cho mặt đất dưới chân hai người rung chuyển, vô số vết nứt dài xuất hiện, vô số đá vụn bắn tung tóe. Mà thân hình Lục Thiếu Du cũng trong nháy mắt dưới cỗ lực lượng này, lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng bố trí thanh linh khải giáp. Cho dù là như vậy, khí huyết trong cơ thể cũng cuồn cuộn, hầu như tới tình trạng muốn phun ra một ngụm máu vũ tướng nhị trọng quả nhiên mạnh mẽ. Sắc mặt trắng bệch, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Triệu Kình Thiên này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn một chút. Chịu chết đi. Lạnh lùng quát lên một tiếng, sắc mặt Triệu Kình Thiên tràn ngập hàn ý, thân hình chợt lóe. Một đạo quyền ấn trong nháy mắt được ngưng tụ, kinh phong kinh khủng tàn sát chung quanh, không gian chung quanh lúc này chấn động. Khôi nhất, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng biến hóa, một thân ảnh màu đen trong nháy mắt nhảy ra, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Triệu Kình Thiên. Phanh! Hai đạo lực lượng trực tiếp va chạm, năng lượng kinh khủng bạo liệt, một thân ảnh bị đánh văng ra ngoài vài trăm thước. Trên ngực có một quyền ấn. Khôi lỗi tứ giai hậu kỳ. Trên khuôn mặt Triệu Kình Thiên hiện lên sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, loại đồ vật thưa thớt này mà Lục Thiếu Du cũng có. Phanh phanh, đất đá chung quanh bắn tán loạn, tiếng nổ vang lên không dứt. Tiểu Long và Tầng Sở Hùng không ngừng giao thủ với nhau. Đối mặt với công kích của Tầng Sở Hùng, tuy rằng Tiểu Long không thể chiếm thế thượng phong, thế nhưng bằng vào tốc độ và lực phòng ngự của mình, Tiểu Long cũng khiến cho Tầng Sở Hùng không thể chiến thắng được nó. Lúc này Triệu Kình Hải và Thúy Ngọc cũng giao thủ đã tới mức độ vô cùng kinh khủng. Đối mặt với đệ nhất cường giả trẻ tuổi trong vân dương tông là Triệu Kình Hải này, thân ảnh Thúy Ngọc không ngừng chớp động, dưới chân xuất hiện quang mang không ngừng tạo ra đường vòng cung huyền ảo. Những công kích bằng linh lực của Triệu Kinh Hải đều bị nàng nhẹ nhàng né đi, mà mỗi một lần khi linh lực của hai người va chạm vào nhau khiến cho không gian nổ tung, kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía. Chương 453: Chống lại Vũ Tướng. Tiểu tử, khôi lỗi cũng không thể nào cứu được ngươi nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Kinh Hải cũng không dừng lại, nắm tay một lần nữa nắm chặt, trên tay tràn ngập hỏa diễm, khí thế so với vừa rồi càng thêm cường hãn, một đạo quyền ấn đột nhiên được đánh ra. Dưới quyền ấn mạnh mẽ Cuồng bạo này chu vi không gian chu gờ en quanh như lắc lư. Một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, nhanh chóng bắn về phía lục thiếu du. Hỏa bạo viêm, phong quyển tàn vân. Vẻ mặt lục thiếu du trầm xuống, tay trái thi triển hỏa viêm bạo, tay phải thi triển phong quyển tàn vân. Hai cỗ lực lượng vô cùng cường hãn nhanh chóng được ngưng tụ ra. Chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng bị rút đi. Hỏa cầu trên tay trái hắn trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập khí tức nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ không gian trên tay phải, năng lượng phong hệ nhanh chóng hội tụ tới. Toàn bộ không gian lúc này đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện, giống như một cơn lốc đang gào thét, vòng xoáy xuất hiện hút vào trong vô số đất đá, khi thế phô thiên cái địa tỏa ra bốn phía. Hai cỗ lực lượng này hầu như cùng một lúc va chạm với quyền ấn mà Triệu Kình Thiên ngưng tụ ra, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, vang vọng chung quanh. Phanh phanh, không gian như nứt ra, kình khí nóng bỏng, khí thế bài sơn hải đảo khoách tán ra bốn phía năng lượng kinh khủng tràn ngập không trung, vòng xoáy đạt tới cực hạn khi va chạm với quyền ấn đột nhiên nổ tung trên không trung, kinh khí bắn ra tứ phía. Một màn chấn động như vậy, khiến cho sắc mặt năm người đệ tử đứng ở bên ngoài không khỏi đại biến. Loại thực lực này, bất cứ ai trong bọn họ cũng không thể làm được. Khi kinh khí cuồng bạo biến mất trong không khí, thân thể lục thiếu du cũng nhanh chóng lảo đảo, lùi lại phía sau. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dưới lực lượng cuồng bạo này lục thiếu du cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cuộn thậm chí còn có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng bị chấn nát. Nếu không có thanh linh khải giáp, hắn không thể nào chống đỡ được dư âm một kích này của Triệu Kình Thiên. Đối phương là vũ tướng nhị trọng, mà hắn chỉ là vũ phách tứ trọng. Thực lực cách xa nhau quá lớn, nếu là vũ tướng nhất trọng hắn còn có thực lực để liều mạng, thế nhưng vũ tướng nhị trọng so với vũ xuất nhất trọng còn cường hãn gấp mấy lần. Hảo tiểu tử, có thể tiếp được hai chiêu của ta, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Chỉ là, chiêu tiếp theo ngươi cũng không còn cơ hội này nữa triệu kình thiên chắp tay dứng đó nhẹ nhàng lắc cánh tay phải ở sau lưng trên nắm tay hắn lúc này chuyển đến cảm giác tê dại đối với thực lực của lục thiếu du lúc này hắn cũng vô cùng kinh ngạc thực lực của tên này không ngờ lại cường hãn tới tình trạng này nếu hôm nay không thể trừ bỏ hắn chỉ sợ ngày khác muốn làm điều này sẽ vô cùng khó khăn triệu kình thiên vừa nói xong thì lập tức giơ cánh tay phải có chút tê dại lên lúc này trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm lưu quang trên thân kiếm không ngừng lưu chuyển một đạo kiếm ảnh xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo mà nóng bỏng được bổ ra. Kiếm quang mang theo tiếng rít chói tai xé tan không, gian hung hăng bổ về phía Lục Thiếu Du. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chung quanh đạo kiếm quang này, không khí như bị chặt đứt. Một kiếm này đã chân chính đạt tới trình độ cắt đứt không gian. Điều này có thể thấy được danh xưng Tuyệt kiếm Triệu Kình Thiên, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Thực lực của cường giả xếp thứ 5 trên Long bảng tuyệt đối là cường hãn. Khôi nhất ngăn hắn sắc mặt lục thiếu du biến đổi, trong khi thủ ấn biến đổi thì ra lệnh cho khôi lỗi. Quanh thân hắn lúc này có quang mang bảy màu bao bọc, một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu hội tụ. Khí tức thật là khủng khiếp. Cảm nhận khí tức trên người lục thiếu du, sắc mặt triệu kình hài càng thêm lạnh lùng. Đương nhiên hắn nhìn ra được lục thiếu du đang ngưng tụ một loại vũ kỹ kinh khủng, kiếm quang trong tay càng thêm cuồng bạo nhanh chóng bổ về phía lục thiếu du. Cũng vào lúc này, trước người lục thiếu du, khôi nhất đột nhiên xuất hiện, nó vung tay lên tạo ra một đạo kình phong sắc bén mà hung hãn đánh về phía kiếm quang của triệu kình thiên trong nháy mắt này hai người triệu kình hải và thúy ngọc đang chiến đấu kịch liệt linh lực hỗn loạn mà cuồng bạo không ngừng tỏa ra chung quanh triệu kình hải vung tay lên linh lực ngưng tụ thành một hư ảnh yêu thú giống như cự lang đánh về phía thúy ngọc vẻ mặt thúy ngọc trầm xuống nàng khẽ nhíu mày quang mang lóe lên đầu ngón chân khẽ điểm một cái thân hình mượn lực bay lên giữa không trung mái tóc đen nhánh như thác tung bay một cỗ linh lực cuồng bạo đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Sau đó hóa thành một trường ấn chừng trăm thước, xé rách không gian đánh về phía hư ảnh cự lăng kia. Phanh! Hai đạo công kích va chạm với nhau. Lực lượng ba động bạo liệt, hai cỗ năng lượng lập tức hóa thành hư vô tiêu tán trong thiên địa. Phi phi! Trong hạp cốc, tiểu long rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ nhanh chóng di chuyển khiến cho đá vụn bay tứ tung. Sư, đao mang của tàng sở hùng phá không mà tới, vũ tướng nhất trọng tuyệt đối không thể khinh thường, coi như là ở bên ngoài cũng là một cường giả. Trong đao mang ngập trời lúc này mang theo một đám hơi nước nồng nặc, giống như trong không gian đột nhiên xuất hiện mưa phùn, từng giọt nước bắn ra bốn phía. Một đạo đao mang bổ vào trên lưng tiểu long, nhất thời khiến cho tia lửa bắn ra bốn phía, để lại một dấu vết lờ mờ trên lưng phiến của nó. Phanh! Nhanh như chớp, tiểu long quật cái đuôi của mình, lấy khí thế xét đánh phá vỡ sự cách trở của không gian đánh về phía người tầng sở hùng thân thể tàng sở hùng lập tức bắn về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Khôi lỗi chết tiệt. Lúc này triệu kình thiên đối mặt với một kích của khôi lỗi, cũng không biết làm cách nào khác mà đành phải dùng kiếm quang chém thẳng vào người khôi lỗi. Phanh. Kinh khí cuồng bạo va chạm với nhau, kình phong sắc bén trong nháy mắt khuếch tán. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, dưới đạo kiếm quang xé rách không gian của triệu kình hải, cánh da của khôi nhất trực tiếp bị chém đứt, thân thể bị đánh bay về phía sau. Mà trong dư ba của kình khí cuồng bạo, Triệu Kình Thiên cũng phải lui về phía sau vài bước. Lúc này quang mang bảy màu quanh người Lục Thiếu Du trong nháy mắt ngưng tụ, khí tức quanh người càng lúc càng trở nên kinh khủng. Sắc mặt Triệu Kình Thiên trầm xuống, không có chút do dự nào. Đương nhiên hắn sẽ không để cho Lục Thiếu Du ngưng tụ ra một kích kinh khủng này, chân khí dưới chân run lên, thân thể tạo thành một đoàn tàn ảnh, kiếm trong tay lần thứ hai bổ về phía Lục Thiếu Du, kiếm quang cắt ngang không trung, khiến cho không gian rung động, kinh khí không ngừng rít gào ầm vang trong không trung kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh khoách tán ra bốn phía, giống như một cái lưới lớn, bao phủ lục thiếu du. Triệu Kình Thiên đã thi triển phá cương kiếm quyết, đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Chương 454, Linh hồn ngưng vật. En ngưng vật. Vũ kỹ lục thiếu du đang thi triển hình như cũng rất mạnh, khí tức vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể chống lại được Triệu Kình Thiên. Sắc mặt năm người bên ngoài lúc này khẽ biến đổi, khẽ nghị luận vài câu. Phá cương kiếm quyết. Triệu Kình Thiên quát lên một tiếng trầm thấp, một mảnh kiếm quang ngập trời lúc này đã đánh về phía trên đầu lục thiếu du nhưng ngay lúc này trong mắt lục thiếu du đột nhiên bắn ra một đạo quang mang quang mang bảy màu trước người đã ngưng tụ xong trong đan điền vũ đan nhanh chóng vận chuyển chân khí không ngừng chạy trong kinh mạch rót vào trong đoàn quang mang bảy màu trước người hắn không ngừng dung hợp với linh lực chu tước quyết đi lục thiếu du hét lớn một tiếng cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn đoàn quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng đầu phượng hoàng bằng năng lượng ngưng tụ ra này trong nháy mắt biến đổi hóa thành một đầu phượng hoàng chừng mấy chục thước khí tức cuồng bạo xuất hiện hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không gian gần nghìn thước chung quanh không khí phát ra tiếng ma sát khí tức kinh khủng tràn ngập lúc này bằng vào tu vi vũ phách tứ trọng của lục thiếu du toàn lực thi triển chu tước quyết uy lực vô cùng mạnh mẽ sau khi thi triển ra chu tước quyết sắc mặt lục thiếu du càng thêm trắng bệch chu tước quyết này tiêu hao chân khí quá kinh khủng trong khoảnh khắc hai cỗ lực lượng cực lớn va chạm với nhau giống như hai quả bom chạm mặt nhau vậy sau khi va chạm tia lửa bắn ra bốn phía khí tức cùng bạo khuếch tán hỏa diễm giống như pháo hoa bắn lên không trung trên mặt đất có vô số vết nứt không ngừng xuất hiện đất đá chung quanh bị hút lên không trung tiếng nổ ẩm vang liên tiếp vang vọng phanh phanh kinh phong kinh khủng mà cường hãn giống như một cơn bão quét ngang hạp cốc khiến cho cây cối chung quanh trong nháy mắt biến mất bầu trời lúc này hóa thành màu đỏ kinh phong tán đi lục thiếu du đột nhiên rên lên một tiếng thân thể bị đánh bay về phía sau hai, ba thước. Có thanh linh khải giáp phòng ngự thế nhưng không thể áp chế được khí huyết trong cơ thể, miệng hắn phun ra một ngụm máu. Một kích này của Triệu Kình Thiên vô cùng cường hãn, ngay cả khi hắn thi triển Chu Tước Quyết cũng không thể ngăn chặn được. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này không khỏi có chút ngưng trọng. Khục khục, Triệu Kình Thiên lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trên khuôn mặt hắn lúc này có kinh ngạc và tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt có chút kinh hãi dường như hắn cũng không ngờ tới, ngay cả khi hắn thi triển phá cương kiếm quyết, cũng không thể chống lại một kích của đối phương. Thực lực của lục thiếu du này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Triệu Kinh Hải, ngươi lập tức cút cho ta, bằng không sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho triệu gia các ngươi hôi yên phi diệt. Trong bầu trời, Thúy Ngọc đánh văng một đạo công kích của Triệu Kinh Hải, ánh mắt bắn ra hàn ý, mái tóc dài phía sau tung bay, khí thế của nàng lúc này đâu phải là thứ mà một nha hoàn có được. Hừ, một nha hoàn nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cùng ngôn ngươi thì tính là thứ gì triệu kinh hải âm trầm hừ một tiếng lão đại huynh không sao chứ một thân thể cao lớn xuất hiện bên người lục thiếu du cảm thấy lục thiếu du có chút suy yếu tiểu long đánh văng tằng sở hùng ra rồi nhanh chóng chạy tới ta không sao lục thiếu du trả lời ánh mắt nhìn về phía triệu kình thiên phía xa trong lòng thầm quyết định lúc này chỉ có thể thi triển ra con bài chưa lật của hắn mà thôi trong học cốc chỉ giao thủ trong chốc lát hàn ý trong mắt thúy ngọc ngày càng đậm đặc nhìn triệu kinh hải lạnh nhạt nói triệu kinh hải có một ngày ta sẽ làm cho triệu gia các ngươi hối hận coi như là hậu trường lớn nhất của các ngươi tại vân dương tông cũng không bảo hộ được triệu gia các ngươi khẩu khí thật lớn để ta nhìn xem một nha hoàn nho nhỏ như ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối như vậy sắc mặt triệu kinh hải trầm xuống tuy rằng hắn có cảm giác thúy ngọc này bất phàm thế nhưng lời nói của nàng cũng khiến cho hắn nổi giận thủ ấn trong tay hắn biến đổi, trong nháy mắt tạo ra một đạo phong nhận. Sư, trong nháy mắt, trước người Triệu Kình Hải xuất hiện vô số đạo phong nhận, giống như những giọt nước vậy. Vô số đạo phong nhận bao phủ Thúy Ngọc, mỗi một đạo dường như đều có lực lượng xuyên qua không gian rồi hội tụ cùng một chỗ, uy thế vô cùng kinh khủng. Linh hồn ngưng vật, sắc mặt Lục Thiếu Du tức thì biến hóa. Công kích này của Triệu Kình Hải thuần túy là dùng linh hồn công kích, hơn nữa đã đạt tới trình độ linh hồn ngưng vật, linh giả dưới linh phách linh hồn muốn ngưng thực rất khóa mà linh hồn ngưng vật này tuyệt đối vô cùng kinh khủng không có linh hồn lực cường hãn căn bản không thể làm được lục thiếu du biết trí ít hiện tại mình không làm được điều này linh hồn lực của hắn tuy rằng so với linh giả đồng cấp mạnh hơn không ít thế nhưng còn chưa đạt tới tình trạng này có thể đơn thuần dùng linh hồn ngưng vật để công kích sắc mặt thúy ngọc ngày càng âm lãnh đột nhiên thủ ấn trong tay nàng biến hóa theo sự biến hóa của thủ ấn lúc này trong không gian khí tức quanh người thúy ngọc đại thịnh không gian chung quanh ngợn sóng trong không gian lúc này xuất hiện lực lượng cuồng bạo mọi người phía xa lúc này cũng không nhịn được mà cảm giác linh hồn đau đớn trong không gian lúc này tỏa ra công kích ảnh hưởng tới linh hồn của bọn họ cũng là linh hồn ngưng vật lục thiếu du sợ hãi than lúc này hắn cũng cảm giác linh hồn bên trong đầu hắn hiện tại bị áp chế tuyệt đối thi thoảng còn có cảm giác đau đớn không ngờ tu vi nàng cũng đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng như vậy Lục Thiếu Du giật mình lẩm bẩm, linh hồn lực của Thúy Ngọc không ngờ lại không dưới Triệu Kinh Hải một chút nào. Triệu Kinh Hải này trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông chính là một quái vật, là linh giả có thiên phú mạnh nhất trong ngàn năm trở lại đây. Thế nhưng Thúy Ngọc lúc này cũng không yếu thế hơn hắn. Dựa theo tuổi của nàng mà nói hẳn còn chưa tới 24, 25, thiên phú như vậy so với Triệu Kinh Hải còn mạnh hơn một chút. Ngay khi Lục Thiếu Du đang cảm thán, mũi tên bằng linh hồn trong không gian và sóng ngợn bằng linh hồn va chạm với nhau năng lượng cuồng bạo bắn ra, bốn phía. Năng lượng cuồng bạo bắn ra chung quanh kèm theo quang mang chói mắt. Nhìn vào đám quang mang này cũng có cảm giác linh hồn đang run rẩy. Giao thủ bằng linh hồn kinh khủng như vậy khiến cho hai người Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng cũng phải tạm thời dừng công kích với Lục Thiếu Du, mà kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời. Sư, cỗ lực lượng khổng lồ này va chạm cũng không tạo thành tiếng nổ vang, chỉ có quang mang và tiếng va chạm rất nhỏ khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện, mà thôi cố lực lượng sắc bén không ngừng khoách tán ra chung quanh, không gian bên trong hạp cốc lúc này dường như gấp khúc vậy. Chương 455, Thượng cổ đại trận, 1. Cổ đại trận. Một phanh phanh. Năng lượng kinh khủng sau khi tiêu tán, hai đạo năng lượng bàng bạc phân biệt đánh vào hai người, Thúy Ngọc và Triệu Kình Hải lập tức bị đánh bay. Thúy Ngọc, Lục Thiếu Du cả kinh, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Thúy Ngọc. Hai tay đỡ lấy thắt lưng nàng, trong nháy mắt ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng khục khục lúc này triệu kinh hải lao đảo lùi về phía sau sắc mặt tái nhợt kình thiên sở hùng nhanh chóng động thủ không cho bọn chúng cơ hội thở dốc triệu kinh hải đáp xuống đất nhanh chóng phân phó triệu kình thiên và tằng sở hùng công kích thiếu du ta không còn lực nữa nhanh chạy đi thúy ngọc mở miệng nói sắc mặt nàng lúc này trắng bệch toàn thân suy yếu tiểu long chúng ta đi lúc này lục thiếu du nhanh chóng quyết định vòng xoáy dưới chân xuất hiện sau lưng xuất hiện hai cánh thân thể trong nháy mắt biến mất thân thể cao lớn của tiểu long nhanh chóng thu nhỏ lại tốc độ không kém lục thiếu du một chút nào nhanh chóng chạy ra khỏi hạp cốc đuổi theo triệu kình thiên hét lớn một tiếng chân khí bùng lên trực tiếp đánh về phía đám người lục thiếu du năm đệ tử vân dương tông bên ngoài hạp cốc lúc này cũng không dám ngăn trở lục thiếu du đám người tức thì tránh ra tạo một con đường triệu kình thiên trong nháy mắt cũng đuổi theo Sư sư, hai người Triệu Kình Hải và Tàng Sở Hùng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của Triệu Kình Hải lúc này đã suy giảm lớn, có lẽ do một đạo công kích cuối cùng của Thúy Ngọc cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Thi Triển Phong chi dực phối hợp với Phù Quang lược ảnh, tốc độ lục thiếu du vốn vô cùng nhanh chóng, thế nhưng lúc này lại ôm Thúy Ngọc trong lòng cho nên tốc độ suy giảm. Trên mặt đất, Triệu Kình Thiên dẫn đầu đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Có điều hắn là vũ giả hỏa hệ cho nên không thể bay lên không đuổi theo lục thiếu du tiểu long lúc này cũng đã trở về vai của lục thiếu du nó quay đầu lại nhìn về phía sau nói lão đại huynh nhanh một chút chúng đang đuổi theo chân khí trên người lục thiếu du bạo phát sắc mặt tái nhợt phong chi rực sau lưng không ngừng vỗ tốc độ lại được đẩy cao để lại một đạo tàn ảnh trên không trung nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam tử trước mặt thúy ngọc nhìn vô cùng mê say hai tay không biết từ lúc nào đã ôm lấy thắt lưng lục thiếu du cũng không biết đã qua bao lâu thanh âm của tiểu long lại vang lên lão đại bọn chúng không đuổi kịp được nữa rồi lục thiếu du liều mạng chạy nửa canh giờ nữa rốt cuộc mới dừng lại trên một đỉnh núi phù thu hồi phong chi rực phía sau lưng lục thiếu du lúc này có chút hối hận tại sao lại không mang theo thiên sĩ tuyết sư nếu có thiên sĩ tuyết sư ở đây hắn muốn chạy cũng dễ dàng hơn rất nhiều thở dốc vài cái lục thiếu du nhìn về phía sau lúc này cũng không thấy hình bóng đám người triệu kinh hải đuổi theo nữa Thúy Ngọc từ trong lòng Lục Thiếu Du đứng lên, khuôn mặt không biết vì sao lại đau ửng, nàng buộc mái tóc có chút rối loạn lại, khuôn mặt lúc này vẫn tái nhợt. "Thúy Ngọc, nàng thế nào rồi?" Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ tiêu hao quá nhiều mà thôi. Không nghĩ tới linh hồn lực của Triệu Kình Hải này cũng cường hãn như vậy. Thế nhưng tin rằng so với ta hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu." Thúy Ngọc nói xong rồi nhét một viên đan dược vào miệng. "Không sao là tốt rồi. Bây giờ cả nàng lẫn ta đều bị trọng thương, cần phải điều tức" Lục Thiếu Du nói, hắn lau vết máu trên khóe miệng, rồi móc từ trong lòng ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. "Lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú ngũ giai sơ kỳ." Lúc này, Tiểu Long nhìn chăm chú vào rừng cây, quang mang trong mắt lóe lên. "Giống, giống." Một tiếng hô vang vọn sơn cốc, rừng cây phía trước rung động. Tiếng giống vừa dứt, thì có đột đầu yêu thú cực lớn chừng 400 thước xuất hiện bên ngoài cánh rừng. Yêu thú này là một đầu cự mãng, trên thân có vô số lân phiến bao trùm, cao chừng 400 thước, rộng chừng mấy chục thước. Điều quá dị nhất chính là trên người nó có hai cái đầu vô cùng lớn, bốn mắt bắn ra hung quang, nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu giao hai đầu. Vẻ mặt Thúy Ngọc lúc này có chút kinh ngạc, cảm nhận khí tức trên người của đầu cự mãng này đã tới trình tự ngũ giai sơ kỳ. Không nghĩ tới lại là loại yêu thú này. Loại yêu thú này rất khó gặp. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói: "Đầu thủy hỏa yêu giao này không giống như những yêu thú bình thường." Nhân loại có vũ giả song hệ, đầu thủy hỏa yêu giao này trong yêu thú cũng chính là yêu thú song hệ. Thực lực vô cùng cường hãn. Yêu thú ngũ giai sơ kỳ thế nhưng thực lực có thể tương đương với vũ tướng tứ trọng, mà có khi còn hơn. Đây chính là một khối lục địa thượng cổ, có thể nhìn thấy một ít yêu thú khó gặp cũng là chuyện bình thường. Thúy Ngọc trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. "Không xong." Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Triệu Kình Thiên kia chỉ có thực lực vũ tướng, nhị trọng mà hắn còn khó có thể chống lại đầu thủy hỏa yêu dao này càng khó chống lại hơn ba năm lại qua lại có nhân loại tới đây a à, nhìn vào hai người lục thiếu du đầu thủy hỏa yêu giao mở miệng nói vẻ mặt cũng có chút hưng phấn ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người lục thiếu du và thúy ngọc làm sao bây giờ thúy ngọc nói với lục thiếu du chạy lục thiếu du nói lúc này bằng vào tình trạng của hai người căn bản không còn lực tái chiến huống chi còn phải chiến đấu với một đầu yêu thú song hệ ngũ dai hai người bọn họ tuyệt đối không có thực lực này sư tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu thủy hỏa yêu dao trước mặt nó nói lão đại đầu thủy hỏa yêu dao này rất lợi hại hai người chạy đi đệ ngăn cản nó một chút không đệ cũng không phải là đối thủ của nó chúng ta cùng nhau chạy lục thiếu du nói tiểu long như thân huynh đệ của hắn đương nhiên lục thiếu du sẽ không để cho tiểu long mạo hiểm ở lại cản đường lão đại huynh cứ yên tâm đi đầu thủy hỏa yêu dao này tuy rằng rất mạnh thế nhưng đệ có thể chống lại nó một lát nó cũng không thể gây tổn thương tới đệ. Hai người bọn huynh đi đi, đến lúc đó ta tự nhiên có thể tìm được huynh." Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. "Tiểu Long, vậy đệ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được mạo hiểm." Lục Thiếu Du do dự một chút rồi căn dặn Tiểu Long, lại nói với Thúy Ngọc bên cạnh, "Chúng ta đi mau." Nói xong, hai người nhanh chóng chạy về phía trước, "Còn muốn chạy sao?" Đầu thủy hỏa yêu giao hét lên một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng di chuyển. "Phì phì." Lúc này, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long đột nhiên phình to ra. Thân thể vốn có của nó tuy rằng không thể nào so sánh với thủy hỏa yêu giao, thế nhưng lúc này có một cỗ khí tức hung hãn khuếch tán, mơ hồ cũng không dưới đầu thủy hỏa yêu giao này. Yêu hoàng khí, không phải, linh hoàng khí, cũng không phải. Chương 456, thượng cổ đại trận 2. Cổ đại trận 2 mà lúc này cảm giác được khí tức của Tiểu Long, đầu thủy hỏa yêu giao trong nháy mắt kinh hãi dừng lại tại chỗ không đuổi theo hai người lục thiếu du và thúy ngọc nữa phì phì thủy hỏa yêu giao dích gào vài tiếng dường như đang nói gì với tiểu long vậy chạy mau hai người lục thiếu du và thúy ngọc một đường chạy đi không dám dừng lại một chút nào tuy rằng lo lắng cho tiểu long thế nhưng lục thiếu du cũng biết tiểu long bất phàm chí ít là lực phòng ngự của nó vô cùng kinh khủng phía trước có một cánh rừng rậm hai chúng ta chạy vào trong đó một cánh rừng rậm xuất hiện trước mặt hai người rừng rậm là một nơi ẩn thân vô cùng tốt hai người nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng lúc này phía sau có yêu thú ngũ dai cho nên bọn họ không dám dừng lại lúc này hai người bọn họ đều cố gắng chạy chối chết căn bản không nhìn thấy bên ngoài rừng rậm trên một cây đại thụ che trời có hai chữ cấm địa hai người trực tiếp đi vào trong rừng rậm lúc này mới phát hiện ra điều khác thường hình như có chút không thích hợp vì sao bầu trời lại chuyển thành màu đen rồi một lát sau sắc mặt lục thiếu du đột nhiên biến đổi hắn dừng lại nhìn vào chung quanh trong mật địa vốn không có ban đêm, mà hiện tại sắc trời có chút u ám khiến cho Lục Thiếu Du nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Thúy Ngọc ngồi nghỉ trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp quan sát bốn phía rồi kinh hãi nói: "Không xong, có khả năng chúng ta xông vào một cái đại trận thượng cổ nào đó." Đại trận thượng cổ, sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, từ trong miệng sư phụ Vũ Ngọc tiền hắn đã biết trong mật địa này còn có trận pháp từ thời thượng cổ, ngay cả cường giả trong Vân Dương Tông cũng không dám tùy tiện xông loạn, cho nên tình cảnh của bọn họ hiện giờ rất không xong mật địa này vốn là một mảnh của lục địa thượng cổ, có trận pháp cũng không kỳ quái chút nào. Chỉ là trận pháp thượng cổ này dường như không phải hoàn chỉnh, chúng ta thử xem có thể đi ra ngoài hay không. Thúy Ngọc đánh giá bốn phía rồi nói. Vẻ mặt lục thiếu du ngưng trọng đánh giá chung qua. Lúc này trong rừng rậm xung quanh đều là đại thụ che trời, bốn phía có mấy tảng đá, sắc trời tối đen, dường như toàn bộ bầu trời bị một mảnh hắc vụ bao phủ. Thúy Ngọc, nàng đối với trận pháp hiểu được bao nhiêu? Lục Thiếu Du xem xét chung quanh rồi hỏi, ta chỉ hiểu một chút mà thôi, có thể còn chưa được tính là hiểu. Thúy Ngọc cười khổ nói. Lục Thiếu Du lập tức đem những tri thức ghi chép về trận pháp của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nhớ lại một lần. Nhớ lại xong, cảm nhận khí thức chung quanh một lần rồi Lục Thiếu Du nói, chúng ta đi về phía bên trái xem một chút. Hai người lập tức đi về một tấm bia đá bên trái. Chung quanh lúc này vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một cơn gió thổi cũng không có, toàn bộ không gian vô cùng tĩnh lặng, bất động giống như vật trong tranh vậy dưới loại tình huống này cũng khiến cho trong lòng hai người không khỏi nhảy lên vài cái quá yên tĩnh đây rốt cuộc là trận pháp gì hai canh giờ sau lục thiếu du thầm nói một câu đi hai canh giờ rồi mà hai người vẫn chỉ quanh quẩn cạnh đường đá trong không gian này dường như là vô hạn vậy ta nghe nói có một ít đại trận thượng cổ ngay cả vũ vương thậm chí là cường giả vũ tôn đi vào cũng lành ít giữ nhiều chỉ mong trận pháp này không phải là sát trận thúy ngọc nói cẩn thận Thúy Ngọc vừa mới nói xong, dưới chân hai người trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy. Dưới chân hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không, giống như là một hắc động thật lớn trong không gian, hút hai người xuống đó. Không xong. Phong chi dực phía sau lưng lục thiếu du nhanh chóng hiện ra, trong lúc nguy cấp hắn vươn tay kéo lấy Thúy Ngọc lên trên. Sư. Trong không gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy không ngừng xoay tròn khiến cho lục thiếu du đang muốn huy động phong chi dực nhảy lên khỏi hắc động, thì bị một cỗ lực hút khiến cho hắn không thể nào nhảy ra khỏi hắc động. Chết tiệt! Lục thiếu du thầm mắng một tiếng, chân khí bạo phát. Phong chi dực được thi triển tới cực hạn, thân thể chậm rãi bay lên phía trên, thế nhưng vòng xoáy càng ngày càng mạnh, tiếp tục hút hắn vào trong hắc động. Thiếu du, mặc kệ ta, ngươi vẫn còn cơ hội đi ra mà. Lúc này, Thúy Ngọc ở trong lòng lục thiếu du đột nhiên nói. Không được, nàng đã đi theo ta cho nên ta không thể bỏ lại nàng. Huống chi ở trong hạp cốc nàng cũng không bỏ rơi ta, Lục Thiếu Du nói, chân khí trong kinh mạch bạo phát, không ngừng rót vào phong chi dực, thế nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy trong chân không này, hấp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng nếu người mang theo ta không chừng cả hai chúng ta sẽ phải chết. Thúy Ngọc nói, dù vậy cũng không thể bỏ nàng lại được. Nếu như vận khí của ta tới đây đã tận, cả hai ta cùng chết thì cũng không sao cả. Lục Thiếu Du cắn răng nói, tuy rằng hắn không phải là người tốt gì, thế nhưng loại chuyện bỏ đồng bạn hắn lại không làm được. Sư sư. Vòng xoáy trong chân không càng lúc càng mạnh phát ra tiếng đinh tai nhức óc, hấp lực vô cùng lớn khiến cho Lục Thiếu Du càng ngày càng khó khăn. Dưới cỗ hấp lực kinh khủng này, thân thể của hắn đang dần dần bị kéo xuống dưới hắc động. Tên ngu ngốc này, hiện tại cho dù ngươi ném ta cũng không thể chạy thoát nữa rồi. Đương nhiên Thúy Ngọc có thể cảm nhận được bên trong cỗ hấp lực này có lực lượng cuồng bạo, ngoài miệng tuy rằng trách cứ Lục Thiếu Du nhưng trong lòng không khỏi rung động. Cẩn thận, trong vòng xoáy này hình như có linh hồn công kích. Lục Thiếu Du ngưng trọng nói, trong vòng xoáy cuồng bạo này, còn có một lực lượng vô hình có lực khắc chế tuyệt đối với linh hồn. Không tốt, nhanh bảo vệ linh hồn." Thúy Ngọc cả kinh nói. Lúc này Thúy Ngọc có cảm giác một cỗ năng lượng vô hình đang tiến vào trong linh hồn của nàng. Lục Thiếu Du đã sớm điều động linh lực bàng bạc tới bảo vệ hồn đan của bản thân. Chỉ là lực lượng cuồng bạo này càng lúc càng lớn, năng lượng tiến vào trong đầu hắn cũng vậy, khiến cho trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Sư, thân thể hai người lúc này đã hoàn toàn bị hút vào trong vòng xoáy lực lượng cuồng bạo chung quanh càng lúc càng lớn thanh linh khải giáp dưới lực lượng cuồng bạo như muốn xé nát bản thân này lục thiếu du có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị xé nát nhanh nghĩ biện pháp nào đó đi chúng ta đã rơi vào trong trận pháp thượng cổ rồi có lẽ chúng ta khó tránh khỏi cái chết thúy ngọc nói với lục thiếu du nhanh chóng bố trí một quang quyển quanh người ta cũng không nghĩ ra được biện pháp nào lục thiếu du nói bốn phía hiện tại tối đen, chỉ có quang mang yếu ớt thi thoảng lóe lên, giống như là đang ở trong một cái động tối đen vậy. Sư, trong dòng xoáy, lúc này có một cỗ lực lượng bàng bạo bạo phát, trong nháy mắt bao phủ lấy hai người. Chương 457, cường giả thần bí. Cường giả thần bí. Lực lượng thật mạnh mẽ, trực tiếp công kích linh hồn, ta không chống đỡ được nữa. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn, hồn đan đang nhanh chóng xoay tròn, đầu càng ngày càng cảm thấy nặng nề, giống như là sắp mất đi chi giác, đầu lục thiếu du càng ngày càng đau đớn. Thiếu du, ngươi thế nào rồi? Thúy Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, nhìn lục thiếu du đang hôn mê. Vừa mới dứt lời thì nàng cũng lập tức ngất đi, hai người mất sức chống cự, thân thể nhanh chóng rơi xuống khoảnh không phía dưới. Trong này giống như một cái động không đáy vậy, lục thiếu du tuy rằng ngất đi, thế nhưng vẫn ôm Thúy Ngọc không buông. Dòng xoáy không thấy đáy này ngày càng phát ra khí tức kinh khủng, mang theo thân thể hai người xoay tròn xuống phía dưới mà lúc này hai người đã hoàn toàn mất đi trí giác. Nhưng lúc này, trên nhẫn chữ vật của Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang quanh quẩn. Nếu như Lục Thiếu Du còn tỉnh thì nhất định có thể phát hiện ra, Linh Ngọc Sàng trong nhẫn chữ vật lúc này phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật thoát ra một đạo lưu quang, rồi chui vào mi tâm Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du nhanh chóng mở hai mắt ra, một cỗ uy áp trong nháy mắt khoách tán, hai mắt bắn ra quang mang, giống như ngôi sao sáng vậy khí thế đạt tới trình độ trước nay chưa từng có quanh thân cũng có một cỗ lực lượng vô hình tự động đánh bay lực hút của vòng xoáy chung quanh hắn đứng lơ lửng trong vòng xoáy nữ oa nhi này dường như không đơn giản lục thiếu du sau khi mở hai mắt lập tức nhìn vào nữ tử trong lòng mình thầm nói một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh tàn trận thượng cổ không nguyên vẹn cho nên có chút phiền phức nha lục thiếu du lẩm bẩm nói một lát sau khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ nói, may mà chỉ là một tàn trận. Nói xong, Lục Thiếu Du đánh ra một đạo thủ ấn, trong nháy mắt từng đạo lưu quang xuất hiện, xé rách không gian, sau đó từng đạo lưu quang này biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu nhìn kỹ những đạo lưu quang này không khó có thể phát hiện ra, những đạo lưu quang này đều dọc theo một quỹ tích vô cùng quỷ dị xẹt qua không gian. Những đạo lưu quang này xuyên qua không gian khiến cho không giáp gấp khúc. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Lục Thiếu Du, xuất thủ nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên, thực lực quá mức kinh khủng cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi những lưu quang này đánh ra dòng xoáy trong không trung lúc này chuyển động chậm lại lực lượng cuồng bạo bắt đầu bình tĩnh thế nhưng lúc này trên trán lục thiếu du cũng xuất hiện không ít mồ hôi sắc mặt ngày càng tái nhợt phá lục thiếu du quát lên một tiếng một đạo lưu quang cuối cùng đánh vào không gian sưu sưu trong khoảnh khắc này không gian bắt đầu chấn động kịch liệt vang lên tiếng nổ vang vọng chung quanh trong nháy mắt vòng xoáy giống như chiếc gương bị hiền nát lập tức hóa thành năng lượng biến mất trong không gian sau khi vòng xoáy biến mất dưới chân lục thiếu du xuất hiện không ít thạch trụ che trời đồng thời cũng có không ít đá vụn trồng chất quá mệt mỏi tiểu tử này quả thực không khiến cho ta bớt lo chút nào ta nghỉ ngơi một lát vậy lục thiếu du nói một tiếng rồi lập tức nhắm mắt lại một đạo lưu quang từ trong mi tâm lục thiếu du bay ra rồi tiến vào trong nhẫn chữ vật của hắn phanh thân thể lục thiếu du lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất đè lên người thúy ngọc thời gian chậm rãi trôi qua chung quanh vô cùng yên tĩnh cũng không biết qua bao lâu thúy ngọc ư nhẹ một tiếng rồi mở hai mắt cảm giác có một thân thể nặng nề đang nằm đè lên người mình khục lục thiếu du khẽ ho một tiếng lập tức mở hai mắt ta không chết sao chuyện thứ nhất khi lục thiếu du tỉnh lại đó là cảm giác được mình không chết đầu vô cùng đau đớn mệt mỏi dã rời lục thiếu du cũng nhanh chóng cảm nhận được dưới thân thể mình có một vật vô cùng mềm mại hắn cúi đầu nhìn xuống lập tức nhìn thấy thúy ngọc cũng đang nhìn mình giờ phút này hai người đều không nói gì bầu không khí có chút xấu hổ người còn không mau đứng dậy một lát sau thúy ngọc mở miệng nhìn lục thiếu du nói trên khuôn mặt nàng đỏ ửng ta không dậy được phòng chừng phải một lát nữa mới có sực lục thiếu du trả lời toàn thân hắn hiện tại vô lực gân cốt cơ thể mềm nhũn không thể nhúc nhích ngay cả muốn xịch ra một tí cũng không làm được ta cũng không động đậy được Thúy Ngọc nói, nàng cũng không khác gì Lục Thiếu Du, toàn thân vô lực. Bầu không khí lại trở nên xấu hổ, Lục Thiếu Du cũng rất bất đắc dĩ, cảm giác dưới thân có một thân thể vô cùng mềm mại, trước ngực có hai miếng thịt nhô lên, thiếu chút nữa khiến hắn có ý nghĩ không đứng đắn. Gần trong gang tấc thế này, khiến cho hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, lại thêm chung quanh vô cùng vắng vẻ khiến cho cảnh tượng này càng thêm mờ ám. Lục Thiếu Du cũng không có sức nhìn ra chỗ khác cho nên, cũng chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc, khuôn mặt nàng trắng nõn, dung nhan tao nhã, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú mang theo một chút ngây thơ, đồng thời cũng tỏa ra sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Mũi nhỏ cao ngất, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn quả thực giống như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn vào vậy, dung nhan tuyệt mỹ này giống như là tiên nữ lạc xuống phàm trần. Quá đẹp, chỉ là, Lục Thiếu Du thầm than trong lòng một tiếng. Ngũ quan xinh đẹp hầu như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng lại có một nốt ban đỏ trên mặt, mà khi lục thiếu du nhìn vào khối ban đỏ trên mặt nàng vẻ mặt cũng biến đôi lúc này lục thiếu du thấy nốt ban đỏ trên mặt nàng đang nhanh chóng biến mất bằng một tốc độ vô cùng chậm rãi nốt ban đỏ dần biến mất lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn xuất hiện trước mặt lục thiếu du lúc này khuôn mặt nàng không có nốt ban đỏ thì vô cùng xinh đẹp hoàn mỹ tới cực hạn chỉ sợ là bất luận một nam nhân nào nhìn vào cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi dù cho nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không để hình dung được khuôn mặt của nàng hiện giờ thúy ngọc nốt ban đỏ trên mặt nàng lục thiếu du kinh ngạc hỏi lúc này lục thiếu du vô cùng khiếp sợ không ngờ thúy ngọc lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy sắc mặt thúy ngọc biến đổi trầm ngâm một lúc rồi nháy mắt nói với lục thiếu du nốt ban đỏ biến mất sao đúng vậy nốt ban đỏ đã biến mất lục thiếu du nhất thời hưng phấn nói thúy ngọc nói ta quên dùng đan dược loại đan dược này chỉ có thể duy trì nốt ban đỏ trên mặt ta nửa năm sau nửa năm nốt ban đỏ sẽ biến mất Nốt ban đỏ này là nàng cố ý tạo ra sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, một nữ tử tuyệt mỹ như vậy, tại sao lại phải cố tạo ra nốt ban đỏ để mình trở nên xấu xí? Chương 458, năng lượng thần bí một. Thần bí? Một Thúy Ngọc không nói gì, trừng mắt nói với Lục Thiếu Du, "Vậy ngươi thích khuôn mặt này của ta hay là khuôn mặt có khối ban đỏ kia?" Chuyện này, ta nghĩ bất luận kẻ nào cũng thích khuôn mặt của nàng hiện tại. Nếu như ta nói rằng ta thích khuôn mặt trước kia của nàng, chỉ sợ nàng cũng không tin ta lục thiếu du nói coi như ngươi thành thật đôi mắt thúy ngọc sáng lên lại nói hẳn ngươi cũng khôi phục không ít khí lực rồi chứ còn không mau xuống chẳng lẽ cố ý chiến tiện nghi của ta ồ ta quên lục thiếu du lúc này cũng cảm nhận được bản thân đã có chút sức lực hắn nhanh chóng trở mình rời khỏi thân thể của thúy ngọc đây là đâu sao chúng ta lại tới nơi này lục thiếu du cố gắng ngồi dậy nhìn về bốn phía lúc này khắp nơi đều là kiến trúc đổ nát phía xa còn có không ít thạch trụ che trời, lọt vào mắt hắn đều là một đống đổ nát, tỏa ra khí tức cổ xưa. Nhanh khôi phục thực lực đi, kẻo lát nữa lại gặp phải nguy hiểm thì không có lực mà chống lại. Thúy Ngọc cũng ngồi dậy rồi khoanh chân ngồi đó, nàng nhét một viên đan dược vào miệng, thụ ấn trong tay biến đổi, bắt đầu điều tức. Lục Thiếu Du cũng vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng, bắt đầu điều tức. Lúc này thân thể hắn suy yếu cực độ, chân khí và linh lực đều tiêu hao tới mức cực hạn lập tức thân thể hai người được bao bọc bởi một tầng quang cháo. Phù, hơn 10 canh giờ sau Lục Thiếu Du tỉnh lại, lúc này hắn cũng đã khôi phục được một chút. Thương thế trong người khi giao thủ với Triệu Kình Thiên đã tốt hơn một chút, ít nhất hiện tại cũng không có trở ngại gì quá lớn. Lục Thiếu Du đứng dậy rồi nhìn về bốn phía. Lúc này hắn đang đứng trong một mảnh đất bằng phẳng, lúc này bốn phía là một mảnh hỗn độn, đổ nát khắp nơi. Bốn phía có lẽ là một cung điện hình tròn, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại mấy thạch trụ che trời những thứ còn lại của cung điện chỉ là đá vụn có lẽ cung điện này vô cùng khổng lồ thế nhưng hiện tại chỉ là một tàn tích mà thôi phía xa trong không gian mà một màu xanh ngắt trên bầu trời mông lung chỗ hắn đang đứng hiện tại giống như một cái sơn cốc bốn phía chung quanh đều là núi người đang nhìn cái gì vậy thúy ngọc đứng dậy sắc mặt lúc này đã có chút hồng hào sao nàng lại lục thiếu du quay lại nhìn thúy ngọc lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện ra nốt ban đỏ biến mất kia lúc này lại xuất hiện trên mặt thúy ngọc xấu một chút vẫn tốt hơn thúy ngọc mỉm cười nói ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du mang theo chút giảo hoạt nếu như ngươi bằng lòng lấy ta ta sẽ khôi phục khuôn mặt vốn có của ta cho ngươi xem thế nào chuyện này lục thiếu du sửng sốt nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này nói hắn không động tâm là giả thế nhưng không biết nàng đang nói đùa hay là thật được rồi ta không làm khó ngươi nữa thúy ngọc nói chúng ta tìm nơi rời khỏi đây đi xem có thể đi ra ngoài hay không hai người lập tức tìm kiếm trong đống đá vụn Đứng ở chỗ cao nhất của đống đá mới cảm nhận được sự rộng lớn của cung điện này. Một mảnh đá vụn liên liên ước chừng vạn thước, phía trước dường như còn có một đám cung điện cổ xưa đổ nát. Chúng ta qua bên kia nhìn xem." Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, chân khí dưới chân chợt lóe, lao thẳng về phía đám cung điện đổ nát phía trước. "Thiếu Du cẩn thận một chút." Thúy Ngọc nói. Một lát sau, hai người đã đứng ở bên ngoài cung điện cổ xưa này, đứng từ xa thoạt nhìn nó cũng không lớn, thế nhưng đứng ở gần thì Lục Thiếu Du lại có chút kinh ngạc. Bức tường còn sót lại của nó dài chừng 300 thước, cao mấy chục thước. Trên tường có không ít vết nứt, lộ ra khí tức cổ xưa. Khí tức này dường như có chút quỷ dị. Lục Thiếu Du nhướng mà nói, "Còn chưa đi vào trong thế nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức quỷ dị này, trong khí tức này dường như còn có năng lượng ba động. Đây là lực lượng tàn dư công kích của cường giả, bởi vì ở trong đại trận cho nên cũng không tỏa ra thiên địa. Từ khí tức này có thể phán đoán, khi trước ở tại nơi này chỉ sợ ít nhất cũng có vũ tôn chiến đấu." Thúy Ngọc nhướng mày, lập tức nói, "Lục Thiếu Du nhìn vào một mảnh đổ nát thê lương khổng lồ trước mắt mà cảm khái. Nơi này chỉ sợ đã mấy nghìn năm rồi không có ai tới đây, lực công kích trải qua mấy nghìn năm không tiêu tán. Loại lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Tôn mới có thể làm được mà thôi. Chúng ta vào xem." Lục Thiếu Du nói, một khi đã tới nơi này, không có lý do gì không đi nhìn xem một chút. Cung điện này đổ nát cũng không được coi là toàn bộ, chỉ ít trước cung điện này có có một đại môn cực lớn. Lúc này Thúy Ngọc rõ ràng cũng đang hiếu kỳ trong lòng, hai người chậm rãi đi qua cánh cửa vào trong cung điện. Chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn vép bốn phía, lọt vào tầm mắt của hắn là một mảnh u ám, trong cung điện khổng lồ có vô số thạch trụ lớn đỡ lấy. Trên đỉnh cung điện có vô số vết nứt, tia sáng chiếu qua, tất cả vô cùng vắng vẻ, hẳn là mấy nghìn năm hoặc trên vạn năm cũng không có ai đi qua nơi này. Xem ra cường giả trong Vân Dương Tông cũng chưa từng đi qua đây thúy ngọc nhìn vào bốn phía rồi nói cẩn thận ngay lúc này lục thiếu du đột nhiên hét lớn một tiếng kéo thúy ngọc lui lại ầm trong đại điện không gian chung quanh bốn yên tĩnh lúc này trong nháy mắt rung động kịch liệt phát ra âm thanh ầm ầm vang vọng chung quanh đại điện trong nháy mắt rung chuyển kịch liệt theo đạo năng lượng này ba động đại điện trong nháy mắt xuất hiện một quang đoàn chừng nửa thước một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng khuếch tán ra dưới khí tức này dường như còn mang theo uy áp vô cùng lớn lục thiếu du nhanh chóng thối lui đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào quang đoàn xuất hiện trong không gian kia năng lượng kỳ dị kia ba động khiến cho lục thiếu du cảm nhận được có một cỗ năng lượng cường hãn ba động loại ba động năng lượng này vô cùng cường hãn có lẽ bởi vì đụng chạm vào một thứ gì đó mà khiến nó xuất hiện là công kích cường giả lưu lại không nghĩ tới chúng tụ tập lại một chỗ thúy ngọc nhanh chóng nói công kích do cường giả lưu lại dường như đã hóa thành năng lượng lục thiếu du lùi lại thân thể hai người lúc này đã đứng ở trước cửa cung điện ánh mắt nhìn về phía quang đoàn đang lơ lửng trong cung điện hắn cảm giác được quang đoàn này tuy rằng cuồng bạo thế nhưng cũng không phải là công kích dường như đã hóa thành một đoàn năng lượng lực công kích tàn dư mà cường giả lưu lại trải qua mấy nghìn năm thậm chí là vạn năm mà không tiêu tán tự nhiên sẽ hóa thành năng lượng chỉ là những năng lượng này nếu như tụ tập lại cùng một chỗ cũng có thể có tính công kích cực mạnh thúy ngọc ở bên người lục thiếu du lúc này thấp giọng nói nhiều lực công kích tàn dư như vậy ngưng tụ lại ở đây, chỉ sợ nơi này không đơn giản chút nào. Không chừng sẽ có bảo vật ở bên trong. Chương 459, năng lượng thần bí 2. Thần bí, hai có bảo vật sao? Lục Thiếu Du tức thì cảm thấy hứng thú. Trong một ít không gian bị phong bế, không tiếp xúc với thiên địa, những lực công kích của cường giả lưu lại ở bên trong, cho dù bảo tồn được mấy nghìn năm cũng không tiêu tán là chuyện bình thường. Thế nhưng chúng cũng sẽ không tụ tập lại cùng một chỗ như vậy thời gian nếu như dài quá thì sẽ tự động tiêu tán. Thế nhưng năng lượng trong đại điện này lại không tiêu tán mà lại ngưng tụ cùng một chỗ, điều này chứng minh trong đại điện nhất định cũng có một chút bí mật. Thúy Ngọc nói, không biết là bí mật gì, lục thiếu du nhíu mày, nơi này hẳn là cường giả vân dương tông còn chưa đặt chân tới, nói không chừng bên trong có lẽ sẽ có bảo vật. ầm ầm, trong đại điện, quang cầu do năng lượng tạo thành lúc này rung động khiến cho không gian cũng rung động theo. Dường như cảm nhận được khí tức trên người của lục thiếu du và Thúy Ngọc, đoàn năng lượng này chậm rãi đi về phía hai người không xong đoàn năng lượng này muốn công kích chúng ta sắc mặt thúy ngọc biến đổi nhanh chóng nói cảm nhận được khí tức của đoàn năng lượng này lục thiếu du nhướng mày đoàn năng lượng này vô cùng kinh khủng đoàn năng lượng này do lực công kích biến thành lực công kích lại chính là do chân khí hoặc năng lượng thuộc tính trong thiên địa tạo ra không biết đám năng lượng này mình có thể thôn phệ hay không lục thiếu du nhíu mày từ trên lý luận mà nói đoàn năng lượng này dựa vào âm dương linh vũ quyết của hắn dường như là có thể thôn phệ. Sư, đúng lúc này, đoàn năng lượng hình cầu này lao thẳng về phía hai người, khiến cho không gian bên trong đại điện gợn sóng. Cẩn thận, Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đoàn năng lượng, cánh tay chậm rãi giơ lên, năng lượng cuồng bạo tuôn ra, trưởng ấn nhanh chóng đánh về phía đoàn năng lượng. Phanh, hai cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau. Cùng lúc đó, trong đại điện vang lên một tiếng trầm muộn, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán. Khục khục, Thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía đoàn năng lượng kia có chút hoảng sợ. Không được công kích đoàn năng lượng này. Ngay lúc này, tiếng hét kinh hãi của Thúy Ngọc vang lên. Lúc này đoàn năng lượng kia dưới công kích của Thúy Ngọc, dường như đang đứng lại thôn phệ công kích, mà Thúy Ngọc tạo ra, giống như đang hấp thu vậy. Tại sao có thể như vậy được? Lục Thiếu Du cũng rất kinh ngạc. Bản thân hắn vừa rồi mới thi triển Thiên Thủ Liệt Cương ấn công kích, thế nhưng cũng bị đoàn năng lượng kia thôn phệ. Đoàn năng lượng này không chỉ có thôn phệ chân khí mà còn có thể thôn phệ linh lực. Ầm ầm. Mấy đạo năng lượng chung quanh đoàn năng lượng kia trong nháy mắt biến mất. Đạo trưởng ấn mà Lục Thiếu Du vừa mới đánh ra trong nháy mắt bị đoàn năng lượng này thôn phệ sạch sẽ. Đoàn năng lượng này sau khi thôn phệ công kích của chúng ta càng trở nên cường hãn. Chúng ta lại không thể công kích nó. Sắc mặt Thúy Ngọc đại biến. Lúc này đoàn năng lượng kia, từ khí tức phát ra của nó nàng có thể dễ dàng nhận ra, dường như nó đã mạnh hơn một chút đoàn năng lượng này quá mức quỷ dị. Vẻ mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, chậm rãi lui về phía sau. Dựa vào một kích vừa rồi hắn cũng biết được thực lực của đoàn năng lượng này, tương đương với vũ phách thất trọng, quá mức mạnh mẽ, thế nhưng cho dù mạnh mẽ vẫn có thể khắc chế. Thế nhưng vấn đề là đoàn năng lượng này quá quỷ dị. Ầm ầm. Ngay sau khi thôn phệ công kích của Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, đoàn năng lượng này trong nháy mắt rung động, bảy đoàn năng lượng ầm ầm hội tụ lại làm một, trực tiếp dung hợp làm một thế, mà lúc này trong đại điện rung động càng thêm kịch liệt. Trong đại điện lúc này xuất hiện không ít năng lượng thể, từng đoàn giống như một giọt mưa rơi xuống. Dường như nó vốn đã ở trong đại điện này từ lâu rồi vậy. Trong nháy mắt tiến về phía đoàn năng lượng ở giữa mà dung hợp lại. Một đoàn năng lượng to chừng hai thước xuất hiện trước mặt hai người lục thiếu du. Khí tức của đoàn năng lượng này cũng nhanh chóng tăng lên. Những đoàn năng lượng trong đại điện lúc này đã hoàn tất dung hợp với đoàn năng lượng ban đầu. Khí tức đã cường hãn hơn rất nhiều. Lục thiếu du cho mày, Năng lượng thể này sau khi dung hợp đã trở nên vô cùng cường hãn. Từ khí tức có thể phán đoán nó đã tương đương với vũ phách cửu trọng, thậm chí là khí tức của vũ tướng. Làm sao bây giờ, đoàn năng lượng này tuy rằng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không có cách nào chống đỡ, cũng không thể công kích nó. Thúy Ngọc có chút khẩn trương nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn đoàn năng lượng kia thầm suy nghĩ. Thương thế hiện tại trong người hắn còn chưa khỏi hẳn, Thúy Ngọc cũng giống hắn, cả hai chưa khôi phục được bao nhiêu thực lực lúc này chỉ sợ không thể ứng phó được với đoàn năng lượng này. Điều phiền toái nhất chính là đoàn năng lượng này có thể thôn phệ công kích của hắn. Ngay cả linh lực của Thúy Ngọc cũng có thể thôn phệ, nếu như công kích đoàn năng lượng này chả khác gì đưa thức ăn tới miệng nó. Ta có một biện pháp, thế nhưng không biết có hữu hiệu hay không. Lục Thiếu Du nhướng mày nói. Vậy thì thử một lần đi. Đoàn năng lượng này hiện tại có lẽ đã coi chúng ta là thức ăn của nó. Thúy Ngọc nhìn đoàn năng lượng phía trước mặt nói. Sư, đoàn năng lượng có khí tức kinh khủng này, trong nháy mắt vọt về phía hai người Thúy Ngọc và Lục Thiếu Du. Nàng lui ra đi. Lục Thiếu Du nói với Thúy Ngọc, đồng thời thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể bắn về phía trước. Để xem ngươi có thể thôn phệ được ta hay không. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng đẩy ra hai cỗ chân khí, một cỗ lực lượng quỷ dị xuất hiện. Sư sư, đoàn năng lượng cuồng bạo vào vòng xoáy do Lục Thiếu Du, ngưng tụ ra trong nháy mắt va chạm với nhau. Hai cỗ năng lượng va chạm lại không tạo thành một tiếng động nào. Trong lúc đó, Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm giác được có một cỗ hấp lực thôn phệ mạnh mẽ từ trên đoàn năng lượng kia bạo phát, dường như muốn thôn phệ chân khí của hắn vậy. Chân khí trong tay hắn đang nhẹ nhàng hướng về phía đoàn năng lượng kia, đoàn năng lượng này không ngờ lại có hiệu quả giống như Âm Dương Linh Vũ Quyết mà hắn tu luyện. Thôn phệ. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thầm hét lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi vận chuyển lực thôn phệ trong Âm Dương Linh Vũ Quyết. Sưu sưu hai cỗ lực lượng thôn vệ trong nháy mắt va chạm, trong đại điện đột nhiên sáng chói. Hai cỗ lực lượng này đều muốn thôn vệ đối phương, thế nhưng lúc này dường như kẻ nào cũng không thể thôn vệ đối phương được. Nghiêm túc mà nói, Lục Thiếu Du đang rơi vào thế hạ phong. Lực lượng thật mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Thiếu Du biến đổi, cảm giác lực thôn vệ của đoàn năng lượng này, chỉ sợ đã tương đương với lực lượng của cường giả vũ tướng. Chương 460, song song đột phá. Tê phá, đây chỉ là lực lượng tàn dư của công kích của một số cường giả mấy nghìn năm, thậm chí là trên vạn năm, mấy vạn năm không tiêu tán mà thôi. Sau khi hội tụ lại với nhau không ngờ lại kinh khủng như vậy, lục thiếu du cũng không khỏi sợ hãi than. Thủ ấn tiếp tục biến hóa, lục thiếu du khoanh chân ngồi xuống. Vòng xoáy do hắn tạo ra gắt cao bám vào đoàn năng lượng kia, không ngừng chống lại lực thôn phệ của nó, bởi vì lúc này hắn vẫn còn đang ở thế hạ phong. Sư, hai đạo lực lượng đan xen với nhau, khí tức cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, Từng đạo quang mang đan xen với nhau tạo ra quang mang chói mắt. Thúy Ngọc Khẩn Trương nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du rơi vào thế hạ phong, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Chết tiệt. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, đoàn năng lượng kia vô cùng cuồng bạo, lực thôn phệ hơn xa hắn, chân khí trong tay hắn chậm rãi bị đoàn năng lượng kia phân hóa. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngày càng ngưng trọng, chân khí của hắn càng lúc càng bị đoàn năng lượng kia thôn phệ, đoàn năng lượng này sẽ càng lúc càng trở nên cuồng bạo, đến lúc đó hắn sẽ thảm thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng biến đổi. Trong đan điền, Vũ đàn Ngũ Sắc nhanh chóng xoay tròn, phóng ra năng lượng chân khí bằng bạc, vòng xoáy bằng chân khí trước người Lục Thiếu Du cũng càng trở nên cuồng bạo. Một người một đoàn năng lượng trong đại điện không ngừng giằng co, Lục Thiếu Du vẫn ở thế hạ phong, cố gắng chống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vẻ mặt Lục Thiếu Du dần dần giãn ra, lúc này hắn có thể cảm giác được, đoàn năng lượng kia dường như đã có chút vô lực, năng lượng dường như đã yếu hơn một chút, đoàn năng lượng này chỉ là lực công kích tàn dư do cường giả lưu lại mà thành, tiêu hao một tia sẽ giảm một tia, đương nhiên càng kéo dài sẽ càng yếu. Lục Thiếu Du thầm nhủ phải nhẫn nại, chờ sau khi đoàn năng lượng này tiêu hao tới mức không thể uy hiếp tới hắn, đến lúc đó hắn sẽ xông lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thúy Ngọc cũng cảm giác được sự biến hòa của đoàn năng lượng kia, hai hàng lông mày đang nhíu lại lúc này cũng giãn ra. Thời gian lại tiếp tục chậm rãi trôi qua, trong đại điện vắng vẻ lúc này, cũng chỉ có tiếng do hai cỗ lực lượng đan xen tạo thành. Khí tức trên đoàn năng lượng đang chậm rãi ảm đạm, đoàn năng lượng này căn bản là một vật không có trí tuệ, đương nhiên không thể chống lại sự tiêu hao rằng co như vậy, cũng khiến cho Lục Thiếu Du có cơ hội chống đỡ. Sau khi rằng co một canh giờ, hai trong mắt vốn nhắm chặt của Lục Thiếu Du lúc này mở ra, một đạo quang mang bắn ra, lẩm bẩm nói: "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại tới phiên ta rồi." Thủ ấn trong tay biến hóa, vòng xoáy trước người Lục Thiếu Du trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời lực thôn phệ trong nháy mắt tăng trưởng trên đoàn năng lượng kia lúc này đột nhiên có một tia năng lượng bị vòng xoáy của lục thiếu du thôn phệ mà cùng với sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết tâm thần lục thiếu du chấn động đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần giống như thủy triều đang tiến vào trong thân thể của mình có thể luyện hóa giống như là năng lượng trong thiên địa mà tam hệ ngũ hợp trận đưa tới thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều trong nháy mắt lục thiếu du cảm thấy vui mừng đoàn năng lượng này thực sự có thể luyện hóa hơn nữa điều khiến cho lục thiếu du vui mừng nhất chính là đoàn năng lượng này không ngờ không cần hắn luyện hóa nhiều chỉ cần vận chuyển theo kinh mạch một vòng là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền đồng thời trong đoàn năng lượng này còn có không ít linh lực đủ để cho hắn thôn phệ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào trong đầu từng tia năng lượng giống như xe chỉ luồn kim tiến vào lúc này đoàn năng lượng kia chậm rãi bị lục thiếu du thôn phệ trong khoảnh khắc tiến vào trong kinh mạch lục thiếu du hóa thành chân khí và linh lực dưới loại trạng thái này lục thiếu du có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang chậm rãi được tăng cường đặc biệt là linh lực vốn ban đầu tu vi của hắn đã là linh phách tứ trọng đỉnh phong lúc này nhanh chóng tới sát biên giới đột phá hay cho năng lượng thần kỳ hấp thu vào so với chân khí còn mạnh hơn nhiều trong lòng lục thiếu du hiện tại cũng vô cùng khiếp sợ đoàn năng lượng này cũng không ít tuy rằng tiêu hao một chút thế nhưng vẫn tương đương với vũ giả vũ phách bát trọng thôn vệ vũ giả hoặc linh giả trải qua quá trình luyện hóa hắn chỉ có thể nhận được một phần 10 chân khí, hoặc linh lực mà thôi. Thế nhưng khi thôn phệ đoàn năng lượng này, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể hoàn toàn hóa thành chân khí hoặc linh lực. Đây không phải là thứ mà khi thôn phệ một vũ giả hoặc linh giả tương đồng có được. Linh lực muốn đột phá. Một canh giờ sau, lục thiếu du cảm giác được linh lực của bản thân sắp đột phá. Hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn, đang không ngừng thôn phệ từng tia linh lực từ bên ngoài tiến vào quanh thân lục thiếu du lúc này trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng linh lực bằng bạc nhanh chóng khuếch tán khí tức hiện ra trong đại điện linh lực đây là linh lực ngay gần đó sắc mặt thúy ngọc đại biến nhìn linh lực phát ra từ người lục thiếu du dựa vào hiểu biết của nàng lúc này cũng không khỏi nghĩ tới một chuyện kinh khủng linh vũ song tu là linh vũ song tu trong truyền thuyết sao lại có khả năng linh vũ song tu thật sự có linh vũ song tu thúy ngọc dường như không tin cảnh tượng trước mắt mình lúc này Thế nhưng cảnh tượng trước mắt nàng lúc này là thật, vô cùng chân thật. Khí tức nhanh chóng kéo lên khiến cho không gian chung quanh đại điện gợn sóng. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, khí tức của hắn tiếp tục được kéo lên. Cùng lúc, đoàn năng lượng trước người Lục Thiếu Du đã nhỏ đi không ít. Từng cỗ năng lượng tiến vào trong người Lục Thiếu Du lập tức có thể chuyển hóa thành chân khí, và linh lực của hắn khiến cho linh lực của Lục Thiếu Du đột phá tới linh phách ngũ trọng. Tốc độ luyện hóa đoàn năng lượng kia lại càng thêm nhanh chóng đoàn năng lượng khổng lồ kia lúc này trong nháy mắt thu nhỏ lại. Mấy canh giờ sau, chân khí trong đan điền lúc này đã đạt tới tình trạng no đủ, trên vũ đan ngũ sắc lúc này, dưới sự tầm bổ của chân khí đã bành trướng tới cực hạn. Quang mang màu trắng quanh người Lục Thiếu Du lúc này đột nhiên biến thành màu vàng, một cỗ khí tức bằng bạc nhanh chóng xuất hiện. Phanh! Trong đan điều, một tiếng trầm muộn vang lên, trong lúc khí tức kéo lên, khí tức quanh người Lục Thiếu Du lúc này đã tới vũ phách ngũ trọng đồng thời khí tức của hắn lúc này còn đang không ngừng được kéo lên mà lúc này đoàn năng lượng bên trong đại địa mới chỉ nhỏ đi non nửa so với ban đầu mà thôi lúc này đoàn năng lượng kia trước mặt lục thiếu du đã không còn lực phản kháng chỉ có thể mặc cho lục thiếu du tùy ý thôn phệ hắn có thể thôn phệ năng lượng để đột phá chẳng lẽ đây là bí pháp